công tử, hôm qua ngài bị không thương, thể ra ngoài được đâu. Không đi xa, chỉ đến bên kia nghe nhạc thôi. Vậy để tôi đi hỏi tiểu thư trước. Cô hầu nhỏ này thật sự là khó bảo, người kể chuyện cho cô là ấy. Là người tự mua quần áo, trang sức và đồ ăn vặt cho cũng cô ấy. Cũng là tôi, chuyện nhỏ nhặt thế này. Vậy mà cô ấy vẫn phải đi mách với Như Ý. Công tử đang yếu, đừng đi xa, để ông Phương đi theo cùng nhé. Cuối cùng Liễu Như Ý cũng đồng ý, với điều kiện là phải mang theo ông Phương. Sau sự việc hôm qua, anh ta cũng không yên tâm khi để người hầu đi ông một Phương mình. Rất vui khi được giao việc này, vì đi nghe nhạc ở câu lạc tốt hơn hẳn việc canh cửa. Nhanh lên, đừng nói nhảm nữa. Nói ngay về câu chuyện họa bì đi. Lần này nếu anh lại lừa tôi bằng cách bảo để lần sau kể tiếp, đừng trách tôi không lịch sự đấy nhé. Nhìn thấy mọi người đồng loạt lên tiếng thúc giục, ngay cả vẻ mặt của tôm nhỏ cũng có chút ngạc nhiên. Chuyện họa bì thật sự được yêu thích đến vậy trong thế giới tiền này đồng sao? Mưa rơi từ trên sân khấu, nếp nhăn trên khuôn mặt của lão nhân nở hoa, ông ấy càng chăm chút hơn vào việc kể chuyện. Dưới sân khấu mọi người vỗ tay tán thưởng, thưởng tiền tất nhiên cũng không thể thiếu. Khi lão nhân rời đi, việc thu dọn số tiền thưởng trên sàn cũng mất không ít thời gian. Tôm nhỏ đến đây chỉ để giết thời gian. Vào một khoảnh khắc nào đó khi quay đầu lại, anh ta thấy lão nhân vừa kể chuyện đi tới, cô gái trẻ đi theo sau ông. Chuyện hôm nay phải cảm ơn công tử rất nhiều. Số tiền thưởng này đáng lẽ công tử cũng phải có một phần. Ý là gì? Nếu không phải nhờ câu chuyện họa bì mà công tử kể, lão phu cũng không thể nhận được nhiều tiền thưởng như vậy. Số tiền này xin công tử đừng từ chối. Ông ấy kể câu chuyện họa bì mà không hề hỏi ý tôm nhỏ trước, dù nói rằng đó là do tiểu thư đổi bằng vài cái bánh treo. Nhưng chỉ khi tôm nhỏ nhận số tiền này, ông ta mới yên tâm tiếp tục kể câu chuyện này. Đúng vậy, công tử, ngài hãy nhận đi. Vậy thì tôi xin nhận mà không dám từ chối. Lão phu còn có một thỉnh cầu nữa. Lão nhân gia cứ nói không sao. Là thế này, công tử cũng thấy rồi, vừa rồi những khách kia đều đến vì câu chuyện họa bì. Lão phu muốn mua vài cuốn tiểu thuyết tương tự từ công tử. Công tử yên tâm, giá cả nhất định sẽ làm công tử hài lòng. Ha ha, câu chuyện họa bì này tôi cũng chỉ tình cờ nghe kể lại thôi. Câu chuyện tương tự thực sự không còn nữa. Là lão phu làm phiền rồi. Nếu sau này công tử có câu chuyện hay nào, lão phu luôn AC. Tôi không tin, lần trước anh còn nói có bạch xà chuyện, Tây Du Ký và thiện nữ u hồn nữa mà. Cô gái tên tiểu thư kia còn định nói thêm gì đó, nhưng cuối cùng không nói ra. Cô ấy rời đi cùng lão nhân, người hầu ở lại câu lan thêm nửa canh giờ, rồi mới rời đi cùng ông Phương. Khi bước ra ngoài, một nữ tử từ phía sau sân khấu đi ra, ánh mắt vô tình lướt qua cửa. Biểu cảm trên khuôn mặt cô ấy hơi biến đổi. Nhược Thanh tỷ tỷ đừng nhìn nữa, người ta đi rồi. À, cô ấy sao vậy? Bị thương rồi đấy, sau này đi trên đường phải cẩn thận hơn một chút. Cẩn thận mấy con chó dữ cắn người. Cô gái vẫn còn đang lẩm bẩm gì đó. Người nữ tử bên cạnh khuôn mặt hơi thất thần. Nhị tiểu thư đang làm gì vậy? Luyện công à? Sao trước đây chưa thấy qua bộ sách này? Ha ha, không ngờ Như Ý lại đang luyện thái cực. Trước đây còn cười nhạo tôi mỗi ngày, giờ đến lượt tôi phản công rồi. Này, cậu đang làm sai rồi. Nhớ là dùng ý không dùng lực. Thả lỏng ra, chỉ có như vậy mới cảm nhận được tinh túy của thái cực. Cậu định làm gì vậy? Vị đạo sĩ già kia không dạy cậu thái cực kiếm sao? Không, hoàn toàn không có. Đúng vậy, cô nương Huyền Nhi đã đến rồi. Cô Huyền Nhi đã gặp phu nhân rồi. Phu nhân, tiểu thư Nhược Thanh nhận nhầm người rồi. Đây thực ra là thất muội của ta. À, xin lỗi, xin lỗi. Không biết cô nương Nhược Thanh có chuyện gì không? Ngọc Châu nói ngài bị thương. Ta đến để xem thử. Chỉ là vết thương nhỏ, không sao đâu. Ngài không sao là tốt rồi. Ta xin phép đi trước. À, cũng không có gì đặc biệt. Mấy cái bánh hoa quế này coi như là chút lòng thành của Nhược Thanh nhé. Cô nương vừa rồi đâu rồi? Có lẽ có việc gấp nên đi trước rồi. Ngài hãy vào đây với ta đi. Ngài cởi áo ra trước đi. Như thế này không hay đâu. Nếu không cởi áo ra, làm sao thiếp có thể chữa trị cho ngài? Cú đánh đó đã làm tổn thương nội tạng, khó mà hồi phục. Dùng chân khí giúp ngài điều dưỡng kinh mạch sẽ giúp hồi phục nhanh hơn. Là vậy sao? Ngài không cần phải chần chừ nữa. Trong những ngày tiếp theo, Như Ý sẽ dùng chân khí giúp ngài điều dưỡng kinh mạch mỗi trong ngày. Trong khi đó, lại phải giặt quần mỗi sáng khi thức dậy. Nhược Thanh tỷ tỷ, trong mấy ngày gần đây, khách đến đây ít đi nhiều. Khi cơn sốt họa bì dần lắng xuống, khách ở Câu Lan cũng ngày càng ít đi. Đến bây giờ, lượng khách đã gần trở lại mức bình thường. Khuôn mặt của Nhược Thanh hiện lên vẻ bất lực. Họ chỉ là những người sống ở tầng đáy của nghề này, chỉ có thể duy trì cuộc sống bằng cách này. Tuy nhiên, cuộc sống như vậy thật sự không có gì đáng mong đợi. Có lẽ một khi thành công, vấn đề đầu tiên hai người phải đối mặt chính là sinh tồn. Công tử Tôm có vẻ như khá giàu có. Nghĩ gì thế? Nếu Nhược Thanh tỷ tỷ kết hôn, công tử Tôm có lẽ sẽ phải cẩn thận với người đó. Đừng nói bậy, công tử Tôm là người đã có gia đình, ta và anh ấy hoàn toàn trong sáng. Biết mà, các người là quan hệ nam nữ trong sáng. Ngươi thật là, Ngọc muốn bị đánh phải không? Nếu Nhược Thanh tỷ tỷ ngại, ta có thể làm bà mai cho các ngươi mà. Ta thấy anh ấy cũng thích Nhược Thanh tỷ.
còn nói là dưa hấu, có muốn nữa không? Câu chuyện về anh Linh vẫn chưa kể xong. Hạ Nhân đã mấy ngày không thấy anh ta trèo tường. Giờ có người để nói chuyện cũng tốt. Câu chuyện về anh Linh thực ra lần trước gần kể xong rồi. Chỉ còn lại chút ít nữa thôi. Hôm nay, cô gái rõ ràng có chút lơ đãng, lặng lẽ nghe, không giống như trước kia thường hay hỏi vài câu. Từ ngày mai trở đi, nếu muốn xem kịch nghe nhạc, thì đi đến các câu lan khác đi. Tại sao? Vì khách đến đây quá ít. Giờ đi sao? Đừng mà. Nếu tất cả đều đi thì cô nương Nhược Thành cũng sẽ đi. Thế thì không được. Không thu hút được khách thì nghĩ cách đi. Nếu đến chỗ tiếp theo vẫn không có khách thì sao? Thì lại đến chỗ khác nữa chứ sao? Không có lý tưởng, không có chí hướng, không có khách, chẳng lẽ không nghĩ cách để thu hút khách sao? Người nghĩ thu hút khách dễ lắm sao? Nói rồi người cũng không hiểu đâu. Gọi Nhược Thanh tỷ tỷ của người đến đây. Muốn gặp Nhược Thanh tỷ thì cứ nói thẳng ra. Tìm cớ làm gì? Nhược Thanh tỷ tỷ, công tử tôi muốn gặp chị. Ừ hà mơ ôm. Kịch nói là gì? Ngươi có thể hiểu là những màn biểu diễn tạp kỹ thường có ở Câu Lan, nhưng lại có chút khác biệt, không cần phải soạn ra các đoạn ca. Ngôn từ đơn giản dễ hiểu, chỉ cần dựa vào kịch bản chỉnh sửa đôi chút. Ta lấy họa bì làm ví dụ nhé. Nghe Tôm nhỏ miêu tả, khuôn mặt của Nhược Thanh dần dần lộ vẻ hiểu ra. Khác với bất kỳ chi tiết nào, nó tái hiện câu chuyện một cách chân thực nhất. Dù có khoảng cách rất lớn so với xu hướng chính, nhưng lại đơn giản và dễ thực hiện hơn. Đáng để thử. Nhưng cũng không thể cứ diễn mãi họa bì được. Khách xem nhiều cũng sẽ chán. Các kịch bản và câu chuyện tiếp theo tôi sẽ cung cấp cho các bạn. Về việc phân chia lợi nhuận, chúng ta sẽ thảo luận sau khi mọi người đồng ý. Nhược Thanh là một cô gái tốt, bên ngoài có vẻ yếu đuối nhưng trong lòng lại mạnh mẽ và độc lập. Nếu giúp đỡ công khai, cô ấy sẽ từ chối. Theo cách của chương trình Phi Thành Vận Nhiễu, cách này là phù hợp. Nếu không vì hoàn cảnh bắt buộc, không ai muốn rời đi, họ chắc chắn sẽ đồng ý. Cái gì? Anh ấy sẵn sàng cung cấp câu chuyện và kịch bản cho chúng ta sao? Không phải miễn phí đâu, người ta cũng cần được trả công mà. Điều đó đương nhiên rồi. Đúng thế, cô Huyền Nhi quả là có tài. Có câu từ xưa rằng tài tử khó qua ai mỹ nhân. Cổ nhân nói đúng thật. Anh ấy chỉ nói có vậy thôi, còn ở hay đi thì phải xem ý kiến của mọi người. Câu chuyện và kịch bản hay như vậy, chúng ta tất nhiên không đi đâu cả. Sắc mặt cũng tốt, xem ra cơ thể ngài hồi phục khá ổn. Chỉ còn chút nội thương nhỏ, gần như đã khỏi hoàn toàn. Nếu đã khỏi rồi thì mau trở lại huyện nha đi. À, không được, ta cảm thấy nội thương dường như vừa tái phát. Tiểu Hoàn, mau đưa ta về phòng nghỉ ngơi. Thôi thôi, đừng giả vờ nữa. Khi nào ngươi cảm thấy mình khỏi hẳn, thì hãy đến huyện nha. Ha ha, ta hiểu rồi. Có 35 đầu ở trên và 94 chân ở dưới. Tổng cộng có 12 con thỏ, 23 con gà. Lão già kia tưởng có thể dùng câu đố này để làm khó ta sao? Đúng là nằm mơ. Chuyện gì thế này? Phát bệnh rồi à? Ngươi là tài tử số 1 của cảnh quốc. Để ta ra câu hỏi này thử ngươi nhé. Ha, 100 lượng. Ô, có một cái chuồng chứa thỏ con. Trên có 35 đầu, dưới có 94 chân. Hỏi có bao nhiêu thỏ con? Ngươi có một nén hương để suy nghĩ. Không cần một nén hương đâu. Thỏ 12, cả 23. Đây có phải là đáp án đúng không? Chắc chắn là ngươi vừa nghe trộm câu trả lời của ta. Hoặc ngươi đã gặp câu hỏi này trước đây rồi. Ha ha, nếu ngươi muốn lật lọng thì cứ nói thẳng. Tất phải tìm cớ như vậy. Chỉ cần ngươi nói cho ta biết ngươi giải câu đố này thế nào. Ngoài 100 lượng đã thỏa thuận, ta sẽ thêm cho ngươi 100 lượng nữa. Ngươi vừa nói trên có 35 đầu, dưới có 94 chân. Chúng ta giả sử lũ ghi. Nếu lũ gà và thỏ này rất ngoan ngoãn, vỗ tay một cái, chúng sẽ nhấc một chân lên. Vỗ tay một lần, tổng cộng nhấc lên 35 cái chân. Vỗ tay hai lần, tổng cộng nhấc lên 70 cái chân. Lúc này, tất cả gà con đều ngồi trong chuồng, không còn chân nào để đến. Mỗi con thỏ còn lại hai chân. Trong chuồng có 24 chân, vậy thì có 12 con thỏ và 23 con gà. Cách này cũng được sao? Câu hỏi đã làm cả ngày trời. Vậy mà chỉ cần vỗ tay hai cái là giải được. Thật là một cách giải. Không thể tin nổi. Không thể tin nổi, đúng không? Không sao, chúng ta có thể thử một cách khác. Vậy mà còn có cách khác nữa sao? Đầu tiên, các ngươi cần nhớ một phương pháp để mới. Đây gọi là dấu bằng, đây là dấu cộng, dấu trừ. Dấu 10 này có thể hiểu là số chưa biết. Ban đầu Hạ Nhân không nghĩ nhiều đến nhưng vậy. Khi bắt đầu giảng giải mới nhận ra, việc truyền thụ những kiến thức này cho không họ khác gì dạy hai đứa trẻ mới vào lớp. Thực ra dễ hiểu hơn nhưng nhiều. Lời đã nói ra rồi, tất nhiên không thể bỏ dở giữa chừng. Đành phải kiên nhẫn, từng bước một tiến lên. Cứ thế mà giải được hai ẩn số. Đó chính là số lượng gà và thỏ. Hiểu chưa? Chưa hiểu. Tiểu Hoàn, tiện khách. Công tử ăn cơm thôi. Không vội, không vội. Ăn cơm trước đã. Ăn xong ngươi kể lại cho ta vài lần nữa. Có lẽ sẽ hiểu thôi. Tiểu Hoàn cô nương, ăn cơm ở đâu đây? Câu đố hôm trước. Điện hạ đã giải được chưa? Ta đã giải được rồi. Không biết điện hạ dùng phương pháp nào để giải. Một là phương pháp nhấc chân. Hai là phương pháp phương trình bậc hai. Nhấc chân gì? Phương trình gì? Phương pháp nhấc chân là thế này. Một canh giờ sau, tờ giấy đã kín đầy chữ. Quay đầu nhìn lão nhân mà hỏi,
Thưa thầy, không biết hai cách giải này có đúng không? Lão sư gật đầu máy móc. Cho đến bây giờ, ông vẫn còn mơ hồ với những thứ như sổ Ả Rập, phương pháp giải và các ẩn số trong phương trình mà Lý Huyền vừa giới thiệu. Ông cũng không phân biệt được đúng sai, nhưng dù ông chưa từng thấy những thứ này, kết quả vẫn đúng. Có lẽ quá trình cũng không sai. Học trò còn có vài câu hỏi, mong thầy giải đáp. Một lượng vàng mua con gà trồng giá 5 đồng, một con gà mài giá 3 đồng, ba con gà con giá 1 đồng. Một lượng bạc trắng mua 100 con gà, hỏi số lượng gà trống, gà mái, gà con là bao nhiêu? Đằng trước, hai con chuột đuổi nhau, chuột lớn chạy mỗi ngày một thước, chuột nhỏ một ngày một thước, chuột lớn tự chạy, chuột nhỏ một nửa. Hỏi khi nào chúng gặp nhau, mỗi con đã chạy được bao nhiêu? Hôm nay thân thể lão sư không khỏe, bài học tạm hoãn lại, điện hạ có thể tự sắp xếp. Hi hi, thầy thông minh thật, anh thông minh thật, cuối cùng cũng không cần học mấy bài của lão già này nữa. Thưa thầy xin từ chức. Điện hạ đã có người tài chỉ dẫn sau lưng. Về toán học, lão sư không thể dạy ngài thêm được gì nữa. Người tài, toán học rất rộng lớn. Thiên văn địa lý, kiến trúc, thuế vụ, ngay cả lương thảo trong chiến tranh cũng không thể thiếu toán học. Phương pháp mới này của điện hạ, nếu có thể phổ biến, sẽ là một bước tiến lớn cho cảnh quốc. Thầy đang nói gì vậy? Sau lưng Huyền Nhi đâu có người tài nào? Hừ, người tài không có. Nhưng kỳ nhân thì có một. Kỳ nhân gì? Có gì thì nói thẳng ra. Ở trước mặt ta còn giấu giếm gì nữa? Hay là không muốn ăn bánh bao kẹp thịt nữa? Phu nhân còn nhớ tên hạ nhân đó không? Tất nhiên là nhớ rồi. Chẳng lẽ là hắn? Ý của vương gia là, người khiến thầy tự cảm thấy mình không bằng, chính là kẻ mù đó. Ngoài hắn ra còn ai nữa? Thôi được rồi. Thì cứ để nó vậy đi, vì chuyện hôn sự đó, Huyền Nhi đã khổ sở lắm rồi. Nhưng việc này cứ để nó tự quyết định. Hôn nhân là chuyện của cha mẹ sắp đặt. Hơn nữa việc kết thân với nhà họ Vương là do Hoàng Huynh. Chỉ có thể khiến Huyền Nhi ủy khuất rồi. Không có gì ủy khuất cả. Về gia thế, tài mạo, Minh Châu của nhà họ Vương có điểm nào không xứng với nó? Sang năm nó đã đến tuổi trưởng thành, hôn sự không thể trì hoãn nữa. Công tử Tôm và Huyền Nhi tuổi tác không khác nhau, nhưng hắn có rất nhiều tài năng, việc nào cũng đều là điều người thường khó đạt được. Chẳng lẽ trên đời này thực sự có người sinh ra đã biết? Trên đời này có người sinh ra đã biết hay không? Có lẽ chỉ có trời mới biết. Nhưng thân phận của hắn lại thú vị hơn ta tưởng. Thân phận của hắn, vương gia không phải đã điều tra rồi sao? Chẳng lẽ trong đó còn có ẩn tình khác? Minh Vương gật đầu. Từ khi công tử Tôn có liên hệ với Hoàng Huynh, mọi thứ cần phải cẩn thận hơn, không thể đối xử với hắn như trước nữa. Rõ ràng đã tiến hành điều tra kỹ lưỡng hơn. Lần này, vô tình phát hiện ra một vài điều thú vị. Tuy nhiên, trong thư phòng, cuộc trò chuyện tiếp theo của hai người không ai ngoài có thể nghe được. Ngày mai là ngày giỗ của cha, ta và Như Ý sẽ về làng để cùng tế. Cơ thể chàng chưa hồi phục, hãy ở lại đây nghỉ ngơi. Ngày mai ta sẽ cho ông Phương qua đây. Dù chưa hoàn toàn bình phục, nhưng đi bộ nhiều cũng không sao. Ta sẽ cùng các nàng về. Đường núi khó đi, để ta và Như Ý đi thôi. Thật không sao, không tin nàng xem. Anh! Ôi, lưng ta! Học hành giỏi giang thì tốt, thân thể yếu quá. Tưởng tượng tổ tiên các ngươi khi xưa văn võ song toàn. Sau này, các ngươi nên dành thêm thời gian rèn luyện võ nghệ. Đừng để con mèo con chó nào cũng có thể ức hiếp. Có gì không hiểu, hãy hỏi phu nhân của ngươi. Nhị thúc công ngày xưa cũng biết võ công sao? Không biết nữa. Khi tiểu hoa và tiểu thư còn nhỏ, nhị thúc công cũng thế này. Ôi, chuyện lúc nhỏ đã cách đây 10 năm rồi. Nhị thúc công quả là sức sống mãnh liệt. Trong khi đó, tại huyện Nha An Tây, Lý Minh Châu nhìn vào một công văn từ bộ hình gửi đến. Đôi lông mày đẹp khẽ nhíu lại. Giáo tước Xương, tên đồ tể, quỷ thúc mạng, quỷ diện ác, cả một trại đầy ác nhân. Những người này tụ tập tại phủ Kính An. Rốt cuộc muốn làm gì? Mấy cái tên mà hắn nhắc đến, không ai không mang tiếng xấu trong giang hồ. Tuy nhiên, gần đây, vô số người trong giang hồ đều đang tụ tập về phủ Kính An. Chưa vào đến thành, họ đã biến mất không dấu vết. Nếu nói rằng họ không có mưu đồ gì, hắn tuyệt đối không tin. Mấy ngày này, bảo thủ hạ theo dõi chặt khu vực của mình, có bất kỳ điều gì khác thường phải báo cáo ngay. Vâng, điện hạ, tôi sẽ đi nhắc nhở họ ngay. Điều tra mục đích của những người đó là gì? Báo cáo lại sớm cho ta. Điện hạ yên tâm, thuộc hạ lập tức đi làm. Tại làng Liễu Diệp biệt lập, vẫn yên bình và tĩnh lặng như mọi khi. Sau khi hai chị em Như Ý cùng bái cha xong, ở lại làng một ngày, hôm sau cùng với công tử Tôn trở về phủ thành, nghe công tử Tôn kể lại chuyện hôm qua, Liễu Như Ý cười nói, nhị thúc công nói rất đúng, phu quân nên tập luyện võ nghệ nhiều hơn. Như Ý, nàng đưa tỷ phu và tiểu hoàn về thành trước đi, ta quên một món đồ. Liễu Như Ý quay đầu lại, nhìn hắn một cái, gật đầu, nhìn bóng dáng ba người biến mất ở khúc quanh trên đường núi. Liễu Như Ý quay người lại, nhìn về phía con dốc thấp mà họ vừa đi qua, ngay lập tức biến mất.
Chị em nhà họ Liễu của Nhiên đều là những mỹ nhân tuyệt sắc. Nếu để cho đám người đó giết hại, thật đáng tiếc. Ngay cả cô hầu gái nhỏ cũng có nhan sắc không tệ. Nhìn ánh mắt cũng biết là người trong trắng. Còn tốt hơn nhiều so với lũ tầm thường ngoài kia. Phải hành động trước bọn chúng. Có vẻ đêm nay phải ra tay rồi. Ngươi là ai? Giây sau, cơ thể nhỏ bé của tên lùn bay ngược ra ngoài, rơi mạnh xuống đường núi. Ở phía trước không xa, ông Phương vừa từ làng đi ra, định xuống núi để vào phủ thành. Trên đường đi, liền thấy một bóng người bay từ con dốc xuống, rơi ngay dưới chân mình. Ông ngẩng đầu lên nhìn đại tiểu thư đang đi tới, mặt đờ ra. Ở khu bắc thành phố Kính An, nơi nhiều người nghèo sinh sống, khu vực này luôn là nơi của những kẻ vô lại hoành hành, đầy rẫy tội ác trong thành. Lúc này, trong một căn nhà tối tăm, lại tụ tập không ít người, hầu hết đều có thân hình vạm vỡ, mang theo vũ khí và có khí thế hung ác tỏa ra. Sao tên lùn đó vẫn chưa đến? Thôi, không cần đợi hắn nữa, tên lùn đó chắc đã chết trên bụng đàn bà rồi. Chu Tô, huynh đệ vô dụng của ta, thật sự bị người phụ nữ họ Liễu bắt được sao? Nếu huynh không tin, có thể ra ngoài hỏi thăm. Trong 2 năm qua, bao nhiêu huynh đệ vào rừng đều đã ngã gục dưới tay người phụ nữ đó. Ta nói này, Chu huynh, huynh có phải là đàn ông không vậy mà lại sợ một người phụ nữ đến thế? Còn phải gọi chúng ta đến giúp. Một người phụ nữ mà thôi, ta chỉ cần một tay cũng thắng được. Ồ, nếu đô tể Chu đã coi thường phụ nữ như thế, sao không thử đấu với ta một trận? Tam nương tử là nữ trung hào kiệt, tất nhiên không nằm trong số đó. Lòng ta thực sự kính nể nàng. Còn việc đầu đá, thôi bỏ qua đi. Tất cả đều là huynh đệ, đừng để mất hòa khí. Chắc chắn mọi người đến đây đều có ít nhiều thủ án với người phụ nữ đó. Điều cần bàn bây giờ là làm thế nào để hành động. Bàn gì nữa, chúng ta đông như thế này, người phụ nữ đó dù là cao thủ bậc thầy cũng phải ôm hận mà chết. Con trai duy nhất của Hàn tiền bối cũng bị nàng bắt giữ. Trước mặt quan phủ, tiền bối đã tuyên bố rằng ai lấy được đầu của nàng sẽ nhận người đó làm đệ tử. Đây là cơ hội ngàn năm có một. Còn nữa, triệu viên ngoại ở Sở Châu cũng đã nói trước, ai bắt được nàng sẽ được thưởng 1.000 lượng bạc. Nghe mọi người bàn tán rôm rả, ngay cả người khởi xướng vụ này, vị đại hán cũng không ngờ tới. Hắn chỉ là tung tin, triệu tập một số người có thù với người phụ nữ đó để hành động cùng, tăng thêm phần chắc chắn. Không ngờ lại có nhiều người hưởng ứng đến vậy. Người phụ nữ đó gần như đã đắc tội với cả nửa giang hồ. Ngươi thực sự có âm mưu gì? Ai phái ngươi đến? Hừ, đã rơi vào tay các ngươi. Muốn giết muốn chém, tùy ý các ngươi. Ngươi cũng có chút cốt cách đấy. Đại tiểu thư, chuyện này cứ giao cho ta, để ta xem hắn cứng đầu được bao lâu. Ha, có gì cứ ra tay đi. Nếu ta kêu lên một tiếng, ta sẽ gọi ngươi là ông nội. Ông nội, tha cho ta đi. Một lúc sau, ông Phương lôi tên lùn đã bất tỉnh ra khỏi bụi rậm, tiện tay ném xuống đất, vẻ mặt u ám đáng sợ. Đại tiểu thư, chuyện lớn không ổn rồi. Bên kia, công tử Tôn đang đi trên đường phố Phủ Thành, rõ ràng phát hiện lính tuần tra trên phố nhiều hơn hẳn so với bình thường. Dường như mỗi khu vực đều được tăng cường nhân lực. Gần đây có chuyện lớn gì xảy ra ở Phủ Thành sao? Đại nhân, thuộc hạ không rõ lắm, chỉ là trên có lệnh bảo chúng ta mấy ngày này phải cẩn thận đề phòng. Dù sao ta vẫn đang trong thời gian nghỉ ốm, không quản chuyện này được. Tin rằng công chúa điện hạ sẽ sắp xếp mọi việc ổn thỏa. Tránh ra, mau tránh ra. Như ý, nàng và tiểu hoàn về trước đi. Đã qua xem thử. Công tử Tôn không nhìn rõ người mặc y phục bổ khoái là ai, nhưng chắc chắn là thuộc hạ của hắn. Lúc này, hắn nhíu mày, nói với Như ý một câu, rồi nhanh chóng bước tới. Liễu Như ý và tiểu hoàn không trở về phòng, nhìn theo bóng dáng hắn rời đi, rồi đi theo hắn. Không được, trên người hắn có quá nhiều vết thương, không cầm máu được. Ta chỉ có thể phong bế huyệt đạo của hắn trong một khắc. Trong thời gian này, người tốt nhất nên nghĩ cách đi. Ta cũng chỉ có thể bôi thuốc cầm máu cho hắn, rồi băng bó vết thương lại. Còn việc hắn sống được hay không, phải xem số phận của hắn. Tiểu Hoàn, mau đến tiệm thuốc lấy hộp thuốc của ta về. Ta gặp chuyện rồi phải không? Đại ngư ca, huynh yên tâm, nếu huynh ra đi, ta sẽ chăm sóc mẹ huynh đến cuối đời. Huynh đệ tốt, tiểu điệt của huynh cũng đừng lo, ta sẽ nuôi nó lớn khôn. Còn về chị dâu, ta cũng sẽ giúp huynh chăm sóc thật tốt. Đại ngư ca, huynh hãy yên lòng mà đi. Đại phu, cứu ta với. Ta không muốn chết đâu. Công tử, hộp thuốc đã mang đến rồi. Ngươi tin ta không? Ta tin người. Có thể sẽ hơi đau, ngươi chịu đựng một chút nhé. Công tử Tôm lấy ra một chai cồn nhỏ để khử trùng. Vết thương trên người đại ngưu cần phải khâu lại để tránh nhiễm trùng. Cần khử trùng trước khi khâu. Ta, đại ngưu, không có tài gì khác. Nhưng chịu đựng chút đau này thì ta làm được. Có cách nào khiến hắn tạm thời yên lặng không? Có. Huyện úy đại nhân, hãy yên tâm đi. Nếu có chuyện gì, ta chịu trách nhiệm.
Một khắc đã trôi qua, vết thương đã khâu không còn chảy máu nữa. Sắc mặt của Trần Đại Phu hiện rõ vẻ kinh ngạc. Lúc này, ông mới thực sự hiểu tại sao thái y lệnh lại có thái độ kính trọng với vị huyện úy trẻ này. Phương pháp khâu vết thương này chưa từng thấy trước đây. Nếu tất cả y sĩ trong thiên hạ đều học được, không biết sẽ cứu được bao nhiêu mạng sống. Đặc biệt là trên chiến trường, biết bao binh sĩ sẽ được cứu nhờ đó. Lão Phu xin mạn phép, mong huyện úy đại nhân truyền bá phương pháp này ra thiên hạ. Bách tính nước ta, đời đời sẽ nhớ ơn đại nhân. Rốt cuộc ai đã làm bị thương đại ngư? Tên hung thủ đó giờ ở đâu? Đồ Tể Chu, tên đồ tể khét tiếng. Tên đồ tể gì cơ? Đồ Tể Chu là kẻ ác nổi tiếng trong Lục Lâm. Hắn có tiếng tăm khét tiếng trên lưỡi dao. Những cái tên như rào lóc xương cũng thật khó nghe. Ngươi và đồ tể Chu ai lợi hại hơn? Hừ. Đồ tể cái gì chứ? Đại ngư và hắn không thù không oán, mà hắn lại ra tay tàn nhẫn như vậy. Bây giờ hắn ở đâu? Ta sẽ về huyện nha ngay, gọi thêm mấy huynh đệ, nhất định phải bắt hắn về quy án. Không được đâu. Đồ Tể Chu là một trong những cao thủ hàng đầu của Lục Lâm. Lần này đến phủ Kính An là để lấy mạng cô gái ở làng Liễu Diệp. Hắn đã tập hợp một đám đông cao thủ Lục Lâm bên cạnh mình. Đại nhân tuyệt đối không được manh động. Ngươi nói gì? Cô gái ở làng Liễu Diệp? Về chuyện này, ngươi biết những gì? Nói ra hết đi. Huyện úy đại nhân mới nhậm chức không lâu, có thể chưa biết rằng trong 2 năm qua, không ít người trong Lục Lâm bị triều đình truy nã, đã bị bắt ở phủ Kính An. Bắt nhiều người Lục Lâm như vậy, nên tất nhiên cô gái đó đã đắc tội với không ít người. Tiền bối Hàn là một danh gia trong võ lâm, chỉ có một đứa con duy nhất, nhưng do phạm tội giết người, sau khi chạy trốn đến phủ Kính An, bị cô gái đó bắt và giao cho triều đình. Lần này, tiền bối Hàn đã nói rõ rằng, nếu ai lấy được thủ cấp của cô gái đó, sẽ nhận người đó làm đệ tử. Còn Triệu Viên Ngoại ở Sở Châu, mặc dù không biết có thủ án gì với cô gái đó, nhưng cũng đã treo thưởng 1000 lượng bạc. Tì tì, nếu không phải nhờ bắt được những phạm nhân triều đình truy nã này để đổi lấy ít tiền bạc và lương thực, thì nhà chúng ta sớm đã hết lương thực, và ta cũng không thể kéo công tử Tôm về đây. Bọn chúng có bao nhiêu người? Đồ Tể Chu, Giáo Lóc Xương và Quỷ Thúc Mạng cầm đầu. Lục Lâm hảo hán tập trung lại đông nhất, khoảng hơn 30 người. Còn với tiền bối Hàn, Triệu Viên Ngoại dù cũng thu hút không ít người, nhưng phần lớn là hành động đơn lẻ. Dù số lượng đông hơn, nhưng nghe nói võ công của cô gái đó cực kỳ cao cường, nên mối đe dọa của họ ít hơn nhiều so với nhóm đâu. Tiền bối Hàn và Triệu Viên Ngoại, đây là những anh hùng võ lâm sao? Chu Đồ Tể, Thôi Nham và những người khác dù võ công cao cường, nhưng không đáng được gọi là anh hùng. Trong mắt các anh hùng võ lâm thực thụ, chúng chẳng qua chỉ là một đám thổ phỉ lợi hại. Tiền bối Hàn tuy rất yêu thương con, nhưng thiện ác bất phân. Sau khi chết, ông ta có lẽ sẽ bị nhiều người chê cười. Còn về Triệu Viên Ngoại, nghe nói ông ta luôn có quan hệ mật thiết với những người này. Có được gia sản như ngày nay, không biết đã sử dụng bao nhiêu thủ đoạn mờ ám. Làm ơn hãy đưa cô nương này đến huyện Nha An chỉ tốt. An toàn của cô ấy nhờ vào ngươi. Đại nhân cứ yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ bảo vệ tốt cô nương này. Lão Tứ, ngươi không được chết. Nếu ngươi đi rồi, thì mẹ con ta sống sao đây? Tứ Thẩm, Tứ Thúc chỉ bị thương nhẹ, sẽ không chết đâu. Ngươi còn nói, nếu không phải vì ngươi, thì Lão Tứ có bị đánh đến thế này không? Ngươi đã đắc tội với những người giang hồ rồi. Bây giờ họ muốn giết ngươi, làm liên lụy đến Lão Tứ bị tai bay vạ gió. Những người đó đều là sát thủ máu lạnh. Đến lúc đó, chúng ta cũng phải chôn cùng ngươi. Ngày tháng này không thể sống được nữa rồi. Đại tiểu thư, hôm nay để thím và trụ tử xuống núi đi, tìm chỗ ở tạm trong phủ thành. Trong vài ngày tới ta sẽ giúp các ngươi an trí trong phủ thành, không cần trở về làng nữa. Đại tiểu thư, ý của cô là gì? Chẳng phải chỉ là vài tên cặn bã sao? Lão Phương gặp một, giết một. Gặp hai, giết hai. Chúng ta sợ cái gì? Như ý. Nàng sao lại gây rắc rối với những người này chứ? Giờ phải làm sao đây? Làm sao chúng ta đấu lại được những anh hùng Lục Lâm đó? Như ý, nàng đã hại chúng ta thê thảm rồi. Chúng ta không đấu lại họ đâu. Có lẽ không thể ở lại làng được nữa. Nhị Thúc, ngài hãy nói một lời đi. Ngươi nói gì? Nhị Thúc, ngài là bậc trưởng bối, hãy nói lên ý kiến của ngài về chuyện này đi. Ta đang ăn cơm. Không ăn nữa, không ăn nữa. Vừa ăn xong ở nhà Lão Tam rồi. Chuyện này đúng là như ý đã gây rắc rối cho mọi người. Nếu ai muốn rời đi, chỉ cần báo với ta, ta sẽ đưa cho mỗi người 10 lượng bạc làm phí an trí. Ô, vậy thì ngại quá, nếu đã vậy, thì cảm ơn như ý rồi. Tính cả ta một phần, chúng ta cũng bất đắc dĩ thôi, mong như ý đừng trách chúng ta. Mọi người đồng thanh, mỗi gia đình muốn rời đi đều nhận được 10 lượng bạc. Vui vẻ quay về thu dọn đồ đạc, dự định trốn đi sớm. 10 lượng bạc an trí, đối với họ quả là một số tiền lớn. Ngoài phủ thành, an trí ở đâu cũng đủ. Liệu như ý sắc mặt lạnh lùng, lạnh lùng nhìn mọi chuyện này. Đại tiểu thư, cô nói gì vậy? Ta không rời đi, đã sống hơn nửa đời. Làm sao lại sợ mấy tên cặn bã nhỏ nho đó? Hi hi, đại tiểu thư, chúng ta đều biết 2 năm qua lương thực mà cô cấp cho chúng ta từ đâu mà có. Nếu giờ rời đi, thì chúng ta còn là người sao?
Nương tử à? Tướng công, sao ngươi lại về đây? Tất cả mọi người theo ta về phủ thành, cho dù chúng có gan trời cũng không dám làm loạn trong thành. Tướng công đã biết hết rồi. Chuyện lớn như vậy, nàng định giấu ta sao? Chuyện gì phải đến sẽ đến. Tướng công yên tâm, thật ra thiết phó công rất cao, những người đó không đáng lo ngại. Phương Đại Thúc, ngài cùng công tử về thành trước. Ở đây có ta là đủ rồi. Không được. Tướng công, xin lỗi. Nương tử, đau quá, sao nàng lại đánh ta? Tướng công chịu đựng một chút, ta đấm thêm một cái là ngươi sẽ ngất. Phương Đại Thúc, công tử giao cho ngài. Dừng lại, công tử, đừng nghĩ đến việc quay lại nữa. Đại tiểu thư sẽ lại đánh ngươi bất tỉnh lần nữa. Lần thứ hai có lẽ sẽ không dễ tỉnh lại đâu. Đi tìm Lý Hiên ở phủ thành. Công tử, hãy đợi ở đây một lát, ta sẽ đi thông báo ngay. Thiếu gia. Khuôn mặt trắng trẻo kia thật sự là tiểu vương gia. Xin lỗi, tiểu vương gia không có ở đây. Nếu không có ở đây, làm ơn thông báo một chút. Ta muốn gặp vương gia. Thật xin lỗi công tử. Vương gia không có trong phủ. Chúng ta đi thôi. Đi đâu? Hiệu thuốc. Đi hiệu thuốc làm gì? Vương gia đã rời đi rồi. Ta biết rồi, ngươi lôi xuống đi. Hoàng thượng và công chúa dường như đều rất coi trọng đứa trẻ này. Thế tử cũng có mối quan hệ khá thân thiết với nó. Vương gia, hắn tuy có tài, nhưng rốt cuộc vẫn không đủ để lên sân khấu. Nếu Hiên Nhi suốt ngày lăn lộn với hắn, sợ rằng lợi bất cập hại. Chu huynh vừa rồi quá nóng này, thật sự không nên ra tay với viên cảnh sát đó. Nếu không, chúng ta cũng không phải vội vàng rời khỏi thành như vậy. Chắc chắn là gan của Chu huynh quá nhỏ, chỉ là một viên cảnh sát thôi mà. Thật ra mấy năm nay số cảnh sát mà ta đã giết, không đếm hết được trên một tay. Nếu không phải vì ngươi và cháu ngươi, chúng ta cũng không phải rời thành sớm như thế. Chu đệ, ngươi đã nắm rõ nơi đó chưa? Hay là chúng ta giết lên đó ngay bây giờ, lấy đầu của cô gái đó, rồi mỗi người tự tản đi. Cô gái đó đang ở trong Liễu Diệp trại, sao mà chạy thoát được? Chỉ là lúc này đang ban ngày, chúng ta đông người thế này, sợ là quá lộ liễu. Mọi người hãy kiên nhẫn đợi đến tối rồi chúng ta hành động. Chúng ta đông người như vậy, nếu hắn trong thời gian ngắn thế này chưa đạt đến cảnh giới tông sư, thì đợi chết đi thôi. Ngươi đến đây làm gì? Trong vương phủ chán quá. Ban đầu ta định tìm Hạ huynh ở Như Ý Phòng, nhưng hắn không có ở đó, nên đành đến chỗ ngươi vậy. Lần trước hắn dạy ta làm khó thần phu tử một câu. Ta đã giải được rồi, chỉ cần biến hai ẩn số thành ba là được. Nhưng ta tính cả mấy ngày, lại ra bốn đáp án khác nhau. Thuộc hạ đã điều tra rõ, những biến động của những người lục lâm trong mấy ngày nay là vì một cô gái tên là Liễu Như Ý. Cô gái này hai năm qua đã giúp quan phủ bắt được nhiều tội phạm đắc tội với những người lục lâm, sợ rằng bọn chúng sẽ hành động bên này. Liễu Như Ý, ngươi vừa nói gì? Liễu Như Ý, nương tử của hạ nhân, sao rồi? Lát sau, có hơn 10 bóng người từ biệt viện lao ra. Cùng lúc đó, bao gồm cả thị vệ của Lý Hiên, khoảng hơn chục đội người ngựa, từ cửa hông chạy ra, nhanh chóng biến mất trong bóng đêm. Chết tiệt, chúng ta phải nhanh lên, không thể để người khác cướp mất. Ai đó? Lại là một thư sinh. Con là một thư sinh đẹp trai. Ngươi cũng đến giết Liễu Như Ý à? Ngươi là người đọc sách, học mấy trò đánh đấm này làm gì? Tốt nhất là về nhà học thêm mấy năm đi. Bác Mộ đã chín chưa? Hay để tỷ tỷ xem nào. Chẳng lẽ các vị anh hùng đều đến để lấy mạng cô gái đó? Ha ha, cô ta võ công cao cường. Nếu ngươi sợ, thì đi cùng chúng ta. Lúc bắt được cô ta, sẽ cho ngươi chém vài nhát cho hả giận. Vậy thì cảm tạ vị anh hùng này. Cô gái đó giết huynh đệ của ta, ta với cô ta không đội trời chung. Nếu hôm nay báo được thù này, nhất định sẽ cảm tạ các vị anh hùng. Không biết ngài là vị anh hùng nào trong lục lâm? Không dám nhận là anh hùng, chỉ giết vài người. Được anh hùng lục lâm nể mặt, người ta gọi ta là Đoạt Mệnh Thư Sinh. Đoạt Mệnh Thư Sinh, thì ra ngài chính là Đoạt Mệnh Thư Sinh. Ngưỡng mộ đã lâu, còn đây là đại hạ. Đối xuyên chàng hầu, không còn sớm nữa, chúng ta nên nhanh chóng đi thôi. Như vậy là rất tốt. Huynh đệ Châu nói, nàng ấy đẹp như trăng lặn hòa thẹn, thế mà lại bị hủy hoại như vậy. Thật là đáng tiếc. Theo ta nói, lát nữa bắt lấy nàng. Hê hi, vẫn nên cẩn thận một chút. Cẩn thận kéo vào rãnh mà lật thuyền, mạng nhỏ cũng mất luôn. Lạ thật, người đi đâu hết rồi? Chẳng lẽ người phụ nữ đó đã nghe được tin tức, rồi đã trốn đi trước? Hay là có ai đã nhanh chân hơn? Ồ, có người. Lão già, Lưu Như Ý đâu rồi? Thành thật trả lời, tha cho người một mạng. Tới rồi. Hê hi, đừng vội. Chờ một lát nữa huynh đệ của người sẽ được báo thù. Trước mắt trong bóng đêm, có một bóng dáng đi về phía này. Đêm tối nhưng sáng, mọi người nhìn rất rõ, nhìn thấy ngay một cô gái trẻ đang đi phía trước. Là nàng ấy, chính là Lưu Như Ý. Họ muốn làm gì? Tưởng rằng chỉ với vài người đó là có thể chống lại chúng ta sao?
Các vị anh hùng, ta và người phụ nữ đó có mối thù không đội trời chung. Nếu không thể tự tay giết nàng, sợ rằng lòng này sẽ không yên. Trước tiên hãy để chúng ta huynh đệ gặp nàng trước. Một giọng nói đột nhiên vang lên từ phía sau đám đông. Mọi người nhìn thấy Đoạt Mệnh Thư Sinh nhìn chằm chằm vào bóng dáng phía trước với ánh mắt đầy thù hận. Hợp với Đối Xuyên Tràng, bỏ cái bọc trên lưng xuống đất, rút vũ khí ra, xông thẳng về phía trước. Trúc Đầu Phu và những người khác không ai ngăn cản họ. Có người sẵn sàng xung trận, thử xem võ công của nàng ra sao. Trong lòng họ rất vui, đúng lúc để xem nàng có gian trá hay không. Phu quân, là chú Phương phải không? Chút nữa tính sổ với ngươi. Tất cả nằm xuống, không đúng. Tại sao chưa nổ? Chẳng lẽ ngòi dẫn quá dài? Phu quân, chuyện gì đã xảy ra? Ta đi xem đây. Chuyện gì vậy? Có phải sét đánh không? Sắp tới rồi, mọi người nhanh tay lên. Sư tử lần này đã ra lệnh, phải bảo vệ tốt công tử Hạ và gia đình của cậu ấy. Một người nửa bậc tông sư, nếu có thêm đồng bọn, cân nhắc một chút cũng không khó. Ánh sáng và tiếng nổ vừa rồi rốt cuộc là cái gì? Trước trại, vài chục anh hùng lãng tử còn đứng vững trên mặt đất không đến 10 người. Thuốc nổ đen rất nhạy, dễ cháy, chỉ cần một tia lửa nhỏ cũng có thể kích nổ. Sức công phá cực lớn, nếu trong thuốc nổ trộn thêm mảnh sắt, khi nổ, sức mạnh không kém gì viên đạn, có thể dễ dàng xuyên thủng cơ thể. Quỷ, hắn là quỷ. Đoạt Mệnh Thư Sinh đã nói là ngô ngọt cơ mà, sao lại hại chúng ta? Đáng chết, hắn là nội gián của người phụ nữ kia. Núi xanh không đổi, nước chảy mãi. Lưu Như Ý, Đoạt Mệnh Thư Sinh, mạng của các ngươi, ta sẽ lấy sau. Không cần đâu. Những người này chết như thế nào? Những người này làm việc ác quá nhiều, sợ là đã làm trời tức giận, đã thu thập tất cả bọn họ rồi. Vừa rồi trời giáng lôi đình, sấm sét loạn lạc như là thiên phạt. Sau khi thiên phạt kết thúc, những người này đều trở nên như vậy. Vừa rồi tiếng nổ và ánh sáng truyền đi hàng dặm, thật sự giống như trời long đất lở. Đâu phải là sức người có thể làm được. Tên đầu to này có thể gọi thiên phạt đến. Hãy để người của Phủ Ninh Vương về báo với công chúa và thế tử điện hạ. Chuyện ở Hạ huyện đã an toàn. Xem ra chuyện thuốc nổ không thể giấu kín được nữa. Thứ này quá nguy hiểm, cũng quá nhạy cảm, có thể trở thành lá bài bảo vệ mạng sống, cũng có thể trở thành sứ giả đưa đi cái chết. Nếu không bị phát hiện thì còn tốt, nhưng đã bị người của công chúa thấy được thì chỉ còn cách nộp lên quốc gia. Thứ lợi hại như vậy giữ lại làm gì? Muốn tạo phản à? Mời hoàng gia, không ai có thể chạm vào thứ này. Kêu người dọn dẹp chỗ này đi, đừng để lại dấu vết gì. Chuyện cụ thể ngày mai ta sẽ tự báo cáo với công chúa điện hạ. Cách đây vài tháng, ta vẫn sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ. Không biết từ khi nào, mọi thứ đã thay đổi, kiếm được ngày càng nhiều tiền, gặp được ngày càng nhiều người quyền quý. Thời gian trước bị bắt cóc, suýt mất mạng nhỏ, lần này thì bị hàng chục người đến giết. Hai đời cũng chưa từng trải qua những chuyện kích thích như vậy. Thuốc nổ đã được phát minh, rắc rối mới lại đến. Mặc dù không biết hoàng đế sẽ coi trọng thứ này đến mức nào, nhưng dù kết quả ra sao, muốn sống như trước đây, sợ là không thể nữa. Dù là hợp tác với Phủ Ninh Vương hay giao tình với Lý Huyền, đều là hư vô mờ mịt. Nếu dùng làm lá bài bảo vệ mạng, sớm muộn cũng sẽ chết thảm. Trước đây thật sự là quá lười biếng, suy nghĩ cũng thường quá đơn giản. Giờ nhìn lại thật là quá ngây thơ rồi. Hôm nay đói quá, trước mặt bao nhiêu người, lại bị Như Ý đánh ngất. Thật là sỉ nhục lớn. Nếu không khôi phục danh dự, ta sau này cũng không còn sống ở nhà này nữa. Điều quan trọng là thái độ mà hắn thể hiện trong chuyện này, thực sự khiến người ta tức giận. Chú Phương nói phu quân cả ngày chưa ăn gì, thiếp vừa nấu chút cháo. Phu quân ăn khi còn nóng nhé. Phu quân nhớ uống cháo sớm. Thiếp xin phép đi trước. Chàng không có gì muốn nói với ta sao? Muộn rồi, phu quân. Phu quân nghỉ ngơi sớm nhé. Hừ. Thiếp biết mình sai rồi. Nói xem sai ở đâu. Thiếp không nên đánh ngất phu quân. Còn gì nữa? Thiếp không nên tự ý cho những người rời đi, mỗi nhà 10 lượng bạc phí an cư. À, cái gì 10 lượng bạc phí an cư? Dù sao đi nữa, cũng là do thiếp liên lụy họ. Thôi, lần này tha thứ. Phu quân uống cháo nhanh đi, lát nữa sẽ nguội. Hù hù hù. Vết thương lại bắt đầu đau sao? Có một chút. Phu quân nằm xuống trước đi, thiếp sẽ dùng chân khí giúp phu quân điều trị. Huyện úy Hạ, tiểu thư nhà ta tới rồi. Lão gia, không được vào đây. Đây là nhà ta, sao lại không được vào? Chuyện gì đây? Sáng sớm ra ngoài dạo một vòng, về mà ngay cả nhà cũng không cho vào. Lão gia, hay là ông đi dạo thêm chút nữa rồi quay lại?
Ta già rồi, chân tay cũ kỹ không đi nổi nữa. Các người là ai? Còn có luật pháp hay không? Ngoài kia vẫn là thiên hạ của nhà Lý phải không? Chuyện gì vậy? Bẩm nhũ mẫu, ông lão này cứ đòi vào. Vẫn phải nói đến luật pháp chứ. Đứng lại. Già rồi. Không còn dùng được nữa, vẫn là cô nương nhanh nhẹn. Chỉ là chiêu mạng lang chảo này còn thiếu một chút lửa thôi. Nghe nói như vậy, biểu cảm trên mặt của lão Ngọc cứng lại. Đúng lúc đó, ông lão đã đẩy cổng sân vào bên trong. Người bảo vệ không nghe rõ câu sau. Việc ông lão gọi nhũ mẫu như vậy, khiến anh ta suýt bật cười. Lúc này người bảo vệ chưa nhận ra, mặt của lão Ngọc đã trở nên trắng bệch. Đôi mắt già mờ mịt đầy bất mãn, tự tin lẩm bẩm hai chữ. Lương Vĩ, hôm qua nếu ngươi biết những người đó sẽ đến, tại sao không đến tìm ta? Chuyện nhỏ không cần phải phiền đến ngươi. Chuyện thiên phạt đền quả rốt cuộc là sao? Nếu ta nói là trời không chịu nổi những gì họ làm, giáng xét xuống đánh chết hết họ, ngươi có tin không? Vậy nếu ta nói đây là tuyệt kỹ ngũ lôi thiên tâm, chỉ truyền cho nam không truyền cho nữ của nhà hạ chúng ta, ngươi chắc chắn cũng không tin đâu. Đừng đùa nữa, có thể không nói không? Không thể. Ta có một điều kiện. Nói đi, miễn là không quá đáng, ta đều có thể đáp ứng. Bí mật cốt lõi của thứ đó chỉ mình ta biết, không liên quan gì đến người khác. Mong ngươi đừng làm khó họ. Ta mong ngươi hiểu, ngươi quan trọng hơn thiên phạt. Ta thật sự quan trọng như vậy sao? Đây có tính là tỏ tình không? Ngươi nói thứ gọi là thuốc nổ này, thực ra đã tồn tại từ lâu rồi. Những màn biểu diễn bắn pháo hoa, phun lửa nuốt khói ở các lầu xanh, thực ra đều cùng nguyên lý với nó. Vậy tại sao họ không có? Điều này liên quan đến tỷ lệ của các thành phần trong công thức. Dù chỉ là sự chênh lệch rất nhỏ, kết quả cũng sẽ khác xa nhau. Người đã phát hiện ra bí mật này như thế nào? Lúc đầu chỉ là làm pháo, làm rồi vô tình phát hiện ra. Vậy nói thế thì, người khác cũng có thể phát hiện ra điều kỳ diệu này. Xét về mặt xác suất mà nói, quả thật là như vậy. Có thể là vài ngày, vài tháng, vài năm, thậm chí vài chục năm. Nhưng cũng có thể ngày mai có người thứ hai phát hiện ra. Xác suất học là gì? Điều đó không quan trọng, điều quan trọng là sau khi ta dạy ngươi công thức. Hiện tại trên biên giới, binh sĩ của nước cảnh ta đang chiến đấu với nước Tề. Nếu thuốc nổ thực sự có sức mạnh như ngươi nói, chắc chắn sẽ lập đại công. Nếu có thể lập công trên chiến trường, phụ hoàng không thể không thưởng cho ngươi. Phong quan tiến chức đều rất có thể. Vũ khí trọng yếu của quốc gia, nếu bị người thường phát hiện, chờ đợi hắn không phải là phần thưởng, mà là tai họa. Để ngăn chặn việc tiết lộ bí mật, hắn rất có thể sẽ bị bí mật xử tử. Kết cục tốt nhất có lẽ cũng chỉ là bị giam cầm suốt đời. Bởi vì bí phương này rất quan trọng, một khi bị dò dỉ ra nước khác, hậu quả không thể tưởng tượng được. Nhưng Hải Nhân không giống vậy, hắn biểu hiện càng xuất sắc, trong lòng phụ hoàng càng thêm quan trọng. Phải thừa nhận rằng, phụ hoàng dù sao vẫn là phụ hoàng, tầm nhìn của người vượt xa ta, người ngồi đối diện ta, là một người có thể liên tục tạo ra kỳ tích. Điều mà người đọc sách theo đuổi cả đời cũng chẳng qua là phong quan tiến chức, nhưng người dường như không quan tâm đến những thứ này. Nếu mọi người đều có lý tưởng giống nhau, là công chúa như ngươi thì, lẽ ra ngươi nên ở trong cung sâu thẳm rồi. Ngươi biết rằng cuộc sống như thế này không thể kéo dài mãi. Những người trong lục lâm, quan phủ không thể lúc nào cũng theo dõi, dù họ không đe dọa gì đến phu nhân của ngươi, nhưng những người khác vẫn có chút rắc rối. Ta sẽ tìm một nơi trong thành phủ, để họ tạm thời an cư. Chuyện thuốc nổ, đợi ngươi về thành phủ rồi, chúng ta sẽ bàn kỹ hơn. Hôm qua thứ phát ra ánh sáng và tiếng nổ, đã có tên chưa? Có lẽ có thể gọi nó là lựu đạn. Vậy thì gọi nó là thiên phạt đi. Vương gia, vậy nên người đã phải chúng tôi ra ngoài. Rốt cuộc là vì chuyện gì? Thưa vương gia, là vì... Đối với vương gia, tất nhiên tôi không dám giấu giếm. Tôi đã kể lại toàn bộ sự việc. Trước khi chúng tôi đến nơi, cuộc xung đột bên đó đã kết thúc. Người của công chúa cũng có mặt ở đó và bảo chúng tôi trở về ngay. Chỉ nghe nói rằng Hạ Tiên không hề hấn gì. Bọn cướp lục lâm đã bị tiêu diệt hết. Còn chuyện cụ thể xảy ra đêm qua, thuộc hạ không rõ. Chuyện này thật sự đã xảy ra sao? Hóa ra hôm qua hạ nhân đến phủ để cầu kiến ta. Là vì chuyện này sao? Nếu biết trước, ta đã không từ chối gặp cậu ta như vậy. Giờ thì đã muộn rồi, nhưng còn những cao thủ mà Minh Châu mang từ cung đến, chắc hẳn bọn cướp lục lâm cũng không thể làm gì được. Ngày hôm sau, hạ nhân vốn đang ở nhà dưỡng bệnh, bị một bộ khoái vội vàng gọi đi. Nửa canh giờ sau, anh đã có mặt tại một ngôi làng gần phủ thành. Chuyện gì xảy ra mà lạ vậy? Cậu nhìn chỗ này xem có phải không? Hạ nhân nhìn theo hướng tay người kia chỉ, cũng hơi sững sờ. Một phần bức tường cao hơn một trượng đã sụp đổ, phần chân tường lõm vào, xuất hiện một hố đen lớn. Hạ nhân hơi ngạc nhiên, anh nhặt một ít đất trên mặt đất lên, ngửi thấy một mùi hăng quen thuộc. Lần này ngay cả anh cũng cảm thấy bất ngờ, không thể nào lại trùng hợp thế này được. Đúng vậy,
Hai vị đại nhân, dù có thêm gan lớn, tiểu nhân cũng không dám giết bò. Tôi thật sự không biết họ chết như thế nào. Được rồi, đừng khóc. Đêm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nói thật đi. Đại nhân, chuyện là như thế này. Hôm qua, Tiểu Minh vừa cưới người thiếp thứ ba, lên bền uống với khách vài chén. Tỉnh dậy thì đã qua giờ tí. Tiểu Minh cởi quần áo. Đoạn này bỏ qua. Tiểu nhân định làm việc đó. Đoạn này cũng bỏ qua. Khi gia nhân đến xem, trong chuồng bò có hai con bò chết, cả bức tường trong sân cũng bị thủng. Có người nói, lúc đêm khuya dậy đi vệ sinh, thấy lửa bùng lên từ chuồng bò. Có một tia sét từ trời giáng xuống, cháy đôi bức tường, hai con bò cũng bị ông trời lấy đi. Tiểu dân thề rằng sau này sẽ ăn chay niệm Phật, xây cầu đắp đường, làm nhiều việc thiện cho dân làng. Vì tiểu dân trên có già, dưới có trẻ, xin đừng giáng thêm sét trần nữa. Chắc chắn là thuốc nổ. Nhìn tôi làm gì, đâu phải tôi làm đâu. Nhìn kỹ đi, cậu có thù oán với ai không? Không được bỏ sót ai. Không, không có. Tiểu Minh trước giờ luôn an phận thủ thường, sống hòa nhã với mọi người, không có thù oán gì cả. Vậy cậu thừa nhận cái chết của hai con bò là do lỗi của mình. Viên Ngoại Trương ở làng bên, năm ngoái vì tranh chấp đất đai, có cãi nhau với tiểu dân, có lẽ ông ta vẫn còn ghi hận. Hoặc là Lưu Nhị Cẩu, hắn là điền chủ trong làng, có thù oán với tiểu dân. Thực lòng mà nói, mấy hôm trước tôi có hẹn với vợ nhà Lưu, nhưng bị ông ta bắt gặp, tôi đã đền bù cho ông ta một quan tiền. Nhưng mấy ngày nay, tôi cảm thấy ông ta nhìn tôi rất kỳ lạ. Mê mơ. Hai vị đại nhân, ngoài những việc này ra, Tiểu Minh thật sự không nhớ thêm gì nữa. Lão gia từ hôm qua đã, Tam phu nhân từ hôm qua đến giờ vừa rồi đầu bếp mang thức ăn đến. Tam phu nhân vẫn không động vào, chúng tôi khuyên thế nào cũng không được. Làm hai vị đại nhân chê cười rồi. Tam phu nhân của tiểu dân đã ở trong kỹ viện quá lâu, hôm qua mới vào phủ, có lẽ chưa quen. Tiểu dân sau này sẽ từ từ dạy bảo. Kỹ viện à? Không phải tôi khoe đâu. Tuy trong kỹ viện có nhiều cô gái xinh đẹp, nhưng Vân Nương là một trong những người đẹp nhất. Không biết bao nhiêu người muốn cưới nàng về làm thiếp. Nếu cha nàng không nợ tôi một đống tiền thuê đất, chuyện này chắc chắn không dễ dàng như thế. Cái kỹ viện mà ngươi nói ở đâu? Ngay dưới chân tường thành phía đông. Hai vị đại nhân đến cổng thành là sẽ thấy. Gọi Tam phu nhân của ngươi đến đây. Tam phu nhân này ta mới cưới tối qua, còn chưa kịp động phòng. Nhìn sắc mặt của đại nhân, chẳng lẽ ngài muốn nữa? Biết sớm vậy, chắc ta đã không khoe khoang như thế. Giờ thì hay rồi, cô thiếp mới cưới có lẽ sắp bay mất. Mau gọi Tam phu nhân đến đây. Cô gái trẻ vội vàng chạy ra ngoài. Lát sau, đỡ một cô gái trẻ vào. Cô gái này tuy có nét thanh tú, nhưng sắc mặt tái nhợt, thoát lên vẻ đáng thương yêu đuối. Hai vị đại nhân, ta hỏi ngươi vài câu, phải trả lời thật, nếu không ta sẽ xử lý ngươi. Ngươi im miệng đi. Đêm qua ở đây đã xảy ra chuyện gì, ngươi có biết không? Hắn vừa dứt lời, hạ nhân đã rõ ràng nhìn thấy trên khuôn mặt cô gái trắng hiện nét hoảng sợ. Dù nhanh chóng trở lại bình thường, nhưng để trốn tránh đôi mắt của công chúa, rõ ràng là không thể. Ngươi ra ngoài đi. Viên Ngoại Lưu đã đi rồi. Nói đi, có lẽ hai vị đại nhân đã nhầm. Ta thật sự không biết gì cả. Ta biết ngươi không muốn làm thiếp của Viên Ngoại Lưu. Chúng ta có thể tìm thấy ngươi. Tất nhiên cũng có thể tìm thấy ngươi tối qua. Nếu bây giờ ngươi chịu khai thật, vị đại nhân này có thể làm chủ cho ngươi. Cứu ngươi ra khỏi đây. Sau này ngươi không cần phải làm thiếp cho Viên Ngoại Lưu nữa. Nếu ngươi muốn gả cho ai đó, quan phủ cũng có thể làm mai cho ngươi. Đại nhân nói thật chứ? Mê mơ. Tiểu nữ nguyện nói, chỉ cầu xin đại nhân nhẹ tay với hắn. Có lẽ chính là chỗ này. Thẩm Lương, các người bắt người đi. Chàng trai trẻ chỉ là một nghệ nhân giang hồ bình thường thôi. Hắn đã khai hết mọi chuyện. Câu chuyện thực ra rất cũ. Hai người trẻ tuổi có thân phận thấp hèn nhưng yêu nhau. Những người yêu nhau lại không thể nên duyên. Viên Ngoại Lưu là nhân vật phản diện lớn nhất trong câu chuyện. Dựa vào thân phận địa chủ ép buộc cưới cô gái làm vợ, chàng trai tất nhiên sẽ không bỏ qua. Nhưng vì địa vị thấp hèn, không có cách nào khác, chỉ có thể trong đêm tân hôn năm nổ tung bức tường của nhà Viên Ngoại Lưu, bắn pháo hoa miễn phí, coi như là gửi lời chúc đến Viên Ngoại Lưu. Về công thức thuốc nổ cũng không khó giải thích. Nhà họ Thẩm ba đời làm nghề này, những người làm nghề pháo nhờ vào kỹ thuật này, sống tạm bợ trong kỹ viện, suốt ngày tiếp xúc với những thứ này. Trong hàng chục năm cuối cùng cũng nghiên cứu ra một vài thứ, tuy chưa đạt đến tỷ lệ chính xác nhất trong tương lai, cũng có nhiều thiếu sót trong kỹ thuật, nhưng để nổ tung tường thì vẫn dư sức. Việc làm ra một quả bom đơn giản không phải là ngẫu nhiên. Có cái đầu tiên thì sẽ có cái thứ hai, thứ ba. Có lẽ ở đâu đó vẫn còn người đã phát hiện ra bí mật của thuốc nổ đen. Đây là điều mà công chúa cần phải lo lắng. Hay chúng ta bàn thêm chuyện khác được không? Anh thật sự nghĩ như vậy sao?
Thật mà, đừng quên lời người vừa nói. Thẩm Lương à, người đến thương bước. Người phát minh ra thuốc nổ đen sẽ là người. Tương lai hai người chắc sẽ tốt hơn. Dù tự do cá nhân có phần hạn chế, nhưng tình yêu đã viên mãn. Chuyện ăn mặc cũng không lo lắng. So với cuộc sống trước đây của họ, đây đã là một kết thúc rất mỹ mãn. Đây là những thứ hắn đã dùng đổi qua. Thẩm Dương mới lập quốc không lâu, cung đình đứng trong sân. Trong thời gian ngắn ngủi 2 ngày, cuộc đời hắn đã thay đổi đáng kể. Đối với người trước mặt có vẻ như rất cao quý, thái độ cực kỳ cung kính. Nếu không phải nhờ ông ấy, có lẽ bây giờ hắn vẫn đang làm tạp vụ cho mỗi ngày kiếm vài đồng xu, chỉ mong cô gái mà mình thích không trở thành thiếp của người khác. Hắn chỉ có thể mỗi đêm nhìn trăng mà than thở. Khó được chế tạo theo cổ thuyết, tại sao lại yếu hơn lời ngươi nói nhiều? Có lẽ ngươi nên thử nghiền chúng nhỏ hơn nữa, càng nhỏ càng tốt. Sau đó lấy trứng gà, lấy lòng trắng ra, đừng lấy lòng đỏ, dùng gỗ khuấy đều để chúng kết thành hạt nhỏ, rồi dùng dây che lọc lại, kích thước bằng hạt đậu xanh hoặc hạt gạo là đủ. Cuối cùng nén chặt những hạt có kích thước phù hợp để vào bình đựng. Tất nhiên đây chỉ là gợi ý, còn có hiệu quả hay không thì không đảm bảo được. Và nhớ kỹ, thứ này không được tiếp xúc với lửa, dù chỉ là một tia lửa nhỏ cũng không. Khi chuẩn bị, tốt nhất không có đồ sắt xung quanh, nếu nổ thì rất nguy hiểm. Còn nhớ là vào những ngày mưa, thứ này không thể sử dụng được. Những điều này hắn nên biết khá rõ. Sau này nghiên cứu thêm, sức mạnh có thể được cải thiện nhiều. Hơn nữa ta cũng không hiểu rõ. Nói nữa, nhà sắp nấu cơm xong rồi, tập sau. Ngươi nhớ những gì hắn vừa nói chứ? Nhớ hết rồi. Khi hắn về thì cơm đã nấu xong. Tiểu Hoàn định mang một phần cho Nhị Thúc Công. Nhị Thúc Công là người dài nhất trong làng, không có việc nói trước đây. Trong làng các gia đình, mỗi ngày thay phiên nhau mang cơm cho ông. Để ta mang cho, đi rửa tay, chuẩn bị ăn cơm. Nhị Thúc Công đang phơi nắng, nhớ ăn cơm nhé. Chờ một chút, Nhị Thúc Công còn việc gì sao? Cậu nhóc này thân thể vẫn còn yếu lắm. Chỉ để nói rằng thân thể yếu sao? Nếu nói yếu thì phải là ông người đúng chứ. Dựa vào chút sức mạnh bên trong cơ thể này, từ từ học cách dẫn dắt nó. Dù cậu không có năng khiếu, nhưng chỉ cần chăm chỉ luyện tập, qua vài năm nữa, ở bên ngoài cũng không bị bắt nạt. Kỹ thuật của Như Ý vẫn là tốt nhất, những cô gái trẻ và phụ nữ đều nên học hỏi từ cậu ấy. Phải chăng đây là chân khí trong truyền thuyết? Ta sắp trở thành vô địch thiên hạ rồi. Dù có đi đường tắt, nhưng làm thế cũng có một số tác dụng xấu. Rốt cuộc là gì nhỉ? Quên rồi, thôi kệ, không muốn nghĩ nữa, cũng chẳng có gì to tát. Cùng lắm là bị tàu hỏa nhập ma, bị thương hoặc tàn phế, cũng không sao, chết chắc cũng không nghiêm trọng đến thế. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi, trước khi võ công đạt thành, phải giữ thân đồng tử. Nếu không thì ngày phá thân chính là ngày chết. Ủa, có đúng vậy không nhỉ? Mê mơ. Phu quân sao thế? Sao lại gấp gáp vậy? Lo rằng lời Nhị Thúc Công nói là thật. Nếu vậy thì ta bị lừa thật rồi. Thế là hắn vội vàng kể lại những gì Nhị Thúc Công vừa nói. Phu quân đã cảm nhận được khí rồi. Phu quân không cần lo lắng. Phu quân đã luyện võ không ít thời gian rồi. Dù không có, chỉ vài tháng nữa là có thể cảm nhận được khí. Nhị Thúc Công chỉ giúp phu quân rút ngắn thời gian đó lại vài tháng thôi. Thật chứ? Vậy việc không được động phòng trước khi võ công tỉnh tự cũng là Nhị Thúc Công nói vừa sao? Thật ra cũng có loại võ công đó, nhưng trong giang hồ rất hiếm gặp. Tâm pháp phụ quân đang tu luyện, dù có động phòng cũng không có ảnh hưởng gì. Không cần để tâm lời Nhị Thúc Công nói. Hắn vốn chỉ muốn nói sự thật, nhưng sau khi nói ra thì bầu không khí trong phòng đột nhiên trở nên có chút kỳ lạ. Hai nhân mấy ngày nay lại rảnh rỗi, chỉ vì công chúa bận rộn với chuyện thiên phạt, đã 2 ngày không đến làm phiền hắn. Không ngờ hôm nay công chúa lại đến để nói lời từ biệt. Ta phải đi rồi. Đi đâu? Về kinh thành. Thật không? Là bạn bè với nhau, dù ta thật sự phải đi, ngươi cũng không cần vui mừng thế chứ. Cô đơn nơi đất khách quê người, mỗi dịp về Tết lại càng nhớ nhà. Tết cũng sắp đến rồi, đúng là nên về thăm nhà. Phải rồi, lần này đi. Sau này có trở lại không? Nếu không có gì bất ngờ, sau Tết ta sẽ trở lại. Vẫn trở lại à? Hừ, ngươi mong ta không bao giờ quay lại sao? Không, không, còn một tháng nữa mới đến Tết. Không cần vội về, ở lại thêm vài ngày cũng không sao. Vậy thì ở lại thêm vài ngày, Thẩm Lương đã cải tiến công thức thiên phạt. Chiều nay ra ngoài thành thử nghiệm, ngươi đi cùng ta nhé. À, Lý Minh Châu cuối cùng vẫn phải đi. Đương đương là một công chúa không thể lưu lạc bên ngoài vào gì. Dù có trở lại hay không, ít nhất Hà Nhân cũng có thể rảnh rỗi một thời gian. Như ý phường, Hà Nhân đích thân vào bếp tiễn cô. Minh Châu ngày mai sẽ đi, ly rượu này tiễn cô lên đường. Hà Nhân, sau này ngươi muốn làm gì? Chưa nghĩ đến, hiện đại thế này là tốt rồi. Khi rảnh thì nằm trong sân tắm nắng, đi nghe hát ở quán rượu, có lẽ sau này cũng như vậy thôi.
Nếu phụ hoàng ban chiếu lệnh ngươi vào triều làm quan thì sao? Ngươi không thực sự định làm thế chứ? Tha cho ta đi. Ngươi biết rõ triều đình phức tạp và đen tối thế nào hơn ta nhiều. Nếu ta vào đó, chưa đầy vài ngày sẽ bị nuốt chửng không còn một mảnh xương. Không cần phiền ngươi thu dọn xác ta đâu. Ha ha, thế tử gì chứ? Thật lòng mà nói, ta vẫn ghen tị với ngươi đấy. Không ai quản ngươi, muốn làm gì thì làm. Hay là chúng ta đổi đi? Đổi em gái ngươi à? Sống ngày lành lại không muốn sao? Ngày mai sẽ phải rời đi. Ly này kính ngươi. Ngươi cầm nhầm ly rồi. Ta nói cho ngươi biết, ta sắp thành thân rồi. Cô gái hoàng tộc đó xinh đẹp như hoa, dung từ trầm như lạc nhạn, đến việc tu hoa để miêu tả cũng chẳng kém gì phu nhân nhà ngươi. Gia tộc họ Vương cũng tốt. Nhà họ Vương là một trong năm gia tộc lớn nhất nước Cảnh. Họ chỉ có một cô con gái bảo bối. Lợi ích thu được không tưởng tượng nổi. Sao, ngươi có một suy nghĩ không? Uống ly nước cho tỉnh rượu đi. Cảm ơn. Ngươi rốt cuộc có bao nhiêu tài nghệ? Ngươi có thích ăn ngô luộc không? Hả? Ngô luộc là gì? Tướng công, ở đây lạnh quá. Về nhà ngủ đi. Về nhà từ khi nào vậy? Chẳng lẽ như ý đã không ta rồi sao? Thật mất mặt quá. Chuyện này lẽ ra là đàn ông làm chứ. Về đến nhà lại ngược lại thế này. Trong nhà phụ nữ không nên quá mạnh mẽ, nếu không sẽ ảnh hưởng đến sự hòa hợp trong gia đình. Tướng công tỉnh rồi à? Rửa mặt chải đầu đi. Mạnh mẽ hay không mạnh mẽ gì? Như ý của ta là người hiền lành nhất thiên hạ. Phải rồi, vị lý bộ đầu kia có vẻ sắp rời đi. Tướng công không ra ngoài xem sao? Hạ nhân vừa bước ra khỏi cửa, một chiếc xe ngựa sang trọng đã dừng ở bên kia đường. Một bàn tay thon thả vén rèm xe lên, lộ ra một gương mặt khiến hạ nhân hơi kinh ngạc. Sao, ngươi cũng muốn theo ta về kinh thành à? Chúc lên đường bình an. Ừ, lên đường thôi. Công chúa thật sự không mang theo đại đầu sao? Thôi bỏ đi, mà đúng rồi. Bà mụ, ngô luộc là gì? Tối qua hạ nhân hỏi ta có thích ăn không? Giờ ta sẽ phải chém chết thằng nhóc đó. Trên đường, Lý Minh Châu tức giận đỏ, trong khi Hàn Nhân lại nằm tắm nắng trong sân. Không lâu sau, Tiểu Hoàn chạy đến. Ông lão kể chuyện ở quán rượu tìm cậu. Quán rượu gặp khó khăn gì sao? Công tử đừng lo, việc kinh doanh ở quán rượu rất tốt. Hôm qua diễn năm suất, buổi nào cũng chật kín, gần như không còn chỗ đứng. Xem ra mấy ngày tới sẽ còn đông hơn. Đây là tiền thưởng thu được trong một ngày hôm qua. Còn một số bạc, ngọc khí đã đổi thành tiền đồng. Tổng cộng là 5 hũ tiền, đây là 3 hũ trong số đó. Lúc đầu đã bàn bạc là chia 4 đến 6, ta 4, các người ra là 2 hũ mới đúng. Lúc về nhớ lấy ra một hũ từ đây, sau này đừng để nhầm lẫn. Không tính sai đâu, chúng ta đã bàn kỹ, thấy lấy 6 phần là nhiều quá. Trong lòng không yên, sau này cứ chia thế này, công tử đừng từ chối nữa. Không cần vội vàng, tiền cứ để các người giữ, nửa tháng hoặc một tháng kết một lần là được. Có chuyện muốn bàn với ông tôi một chút. Cứ gọi lão già này là lão tôn thôi, có chuyện gì công tử cứ nói. Là thế này, chắc ông cũng thấy rồi, chỗ quán rượu này không chứa được nhiều khách. Lợi nhuận tất nhiên sẽ không nhiều, ta muốn mở rộng thêm. Xây thêm những quán rượu như thế này trong và ngoài thành, ký hợp đồng với họ. Câu chuyện và kịch bản ta có thể cung cấp. Còn chia lợi nhuận thế nào? Có thể chia theo tỷ lệ như chúng ta, hoặc trả lương cố định hàng tháng. Công tử, ngài vừa nói gì? Ngài chịu nhận những kẻ đáng thương lang thang khắp nơi, cho họ có miếng cơm ăn sao? Ông nghĩ trả họ 500 văn mỗi tháng thế nào? Nhiều quá, làm nghề này, no bụng đã là được trời thương rồi. Chuyện này ông bàn với cô hoàn trước đi, có thể tìm người thử xem sao, chưa chắc đã thành công. Nhớ chọn những người thân quen, thời gian này không cần mang tiền đến. Phần của ta các người cứ dùng trước, không đủ rồi nói. Công tử cứ yên tâm, chuyện này cứ giao cho ta. Ta nhất định lo liệu chu đáo. Lão tôn mặt đỏ bừng, đây là chuyện tốt cho rất nhiều người ở Khánh An phủ. Trong lòng cảm thấy rất vui. Ở đây mời mấy, đây chính là lực lượng ban đầu của chúng ta. Ông ở với họ lâu, nếu có ai thông minh nhanh nhẹn, không ngại để họ ra ngoài quản lý những xưởng máy lập. Tất nhiên, nếu không thông minh cũng không sao, chỉ cần chăm chỉ, mấy việc này từ từ học cũng được. Cứ trông vào tiền thưởng cũng không phải cách. Sắp tới sẽ đánh số về ngồi. Sau này khi họ xem biểu diễn, mỗi người một vé, ngồi đúng số vé. Giá vé do các người tự định, ghế càng gần càng đắt, bán hết ghế ngồi. Mời bán vé đúng, giá có thể rẻ hơn một chút. Cách này chưa chắc phù hợp. Nói chung cứ dần dần thay đổi. Chuyện ở đây ông rõ hơn ta, tự mình quyết định là được. Nếu cách này hiệu quả, không biết sẽ có bao nhiêu người tránh được cảnh lưu lạc. Ta thay mặt những người đó cảm ơn ông trước. Chuyện tuyển người thì cứ giao cho ông và lão tôn. Ừ, đây chính là thiên pháp mà Minh Châu nhắc đến trong thư. Đúng vậy, phụ hoàng, ngài đừng xem nhẹ mấy cái bình nhỏ này. Vật này tuy nhỏ, chỉ có khả năng hủy diệt trời đất.
Nếu phụ hoàng không tin, hoàn toàn có thể tự mình chứng kiến sức mạnh của nó. Được, chấm sẽ tự mình thử xem nó hủy diệt trời đất thế nào. Phụ hoàng không thể, vật này cực kỳ nguy hiểm, chỉ cần sơ suất sẽ gây nổ. Phụ hoàng là cửu vũ chí tôn, không thể mạo hiểm, hãy để thương đồng quả làm thay. Công chúa nói đúng, bê hạ thân thể vàng ngọc, không thể tự mình mạo hiểm, để lão nô thử thay. Xin hỏi công chúa, vật này sử dụng thế nào? Chỉ cần châm lửa vào sợi dây ngoài là được. Khoan đã, điện hạ còn việc gì sao? Ở đây quá nguy hiểm, mang ra ngoài đi. Nghe theo Minh Châu vậy, ra ngoài thôi. Thái ý, mau gọi thái ý. Ha ha, thật là một thiên pháp tuyệt vời, thật là một thiên pháp tuyệt vời. Có thần vật này, đủ để bảo vệ quốc gia ta an ổn mấy chục năm. Lão nô chúc mừng bệ hạ, chúc mừng quốc gia ta. Minh Châu nói trong thư, vật này ngoài việc là vũ khí phá thành, còn là bảo vật để tiêu diệt kẻ thù trên chiến trường. Mảnh vỡ từ bình đã cắm vào tường, nếu dùng trên chiến trường, sợ rằng nơi đó sẽ trở thành địa ngục trần gian ngay lập tức. Phụ hoàng, đây chỉ là dùng để thử nghiệm. Thiên pháp thật sự để tăng cường sức mạnh, sẽ thêm minh sắc vào bên trong. Một khi nổ, trong phạm 6-3 trượng gần như không còn ai sống sót. Nước tề, sắp đến Tết rồi, chấm dự định tặng các ngươi một món quà lớn, hy vọng các ngươi sẽ thích. Phần này chi phí bao nhiêu? Tâu bệ hạ, phần này chế tạo đơn giản, nguyên liệu sử dụng rẻ tiền, chi phí rất thấp. Ai là người chế tạo ra vật này? Hiện giờ người đó ở đâu? Người chế tạo thiên pháp là một linh nhân ở Thành An phủ tên là Thẩm Lương. Tổ tiên đều là thợ pháo hoa, vô tình phát hiện ra công thức của thiên pháp. Nhi thần biết chuyện này, liền lập tức bắt giữ hắn. Hiện đã đưa đến kinh đô rồi. Người của phủ công chúa cũng tham gia sản xuất thiên pháp, nhưng chỉ Thẩm Lương và nhi thần biết công thức chính. Sau này Thẩm Lương sẽ chịu trách nhiệm giám sát sản xuất thiên pháp, không cho phép tiếp xúc với người ngoài. Chậm sẽ cho người phân một khu vực ngoài thành, dành riêng cho việc nghiên cứu thi. Ngoài ra, 50 thợ đầu tiên sẽ được hộ tống bởi 1,000 nhanh chóng đến khu vực chiến trường. Chậm muốn xem liệu binh lính nước Tề lợi hại hơn hay là uy lực của quốc gia ta. Con đã vất vả rồi, hãy về nghỉ ngơi đi, việc còn lại cứ để phụ hoàng lo. Phụ hoàng, đây là công thức của thiên pháp. Lý Minh Châu dâng lên công thức thuốc nổ, rồi chậm rãi rời khỏi cung điện. Chảnh đế cầm công thức xem xét một lúc lâu, rồi cầm một bình gốm trong tay cẩn thận xem xét, trải nghiệm trực tiếp sự bá đạo và đáng sợ của vật này. Đức chỉ muốn rời xa cung điện này càng xa, thấy hoàng đế cầm thiên pháp, liền vội vàng nói bệ hạ. Quả nhiên không hổ danh là người ta trọng dụng. Hạ nhân à, hạ nhân, chậm thật sự rất tò mò, ngươi còn có thể mang lại bao nhiêu phúc lộc cho quốc gia ta? Bệ hạ, chuyện thiên pháp không phải là chuyện nhỏ. Có cần nơi, không cần. Minh Châu sẽ không chọn sai người, chấm lại càng không chọn sai người. Đã có một Thẩm Lương, thì nhất định sẽ có người thứ hai, thứ ba, truyền chỉ xuống, nghiêm cấm bán pháo hoa của nhà họ Tiêu, yêu cầu quan phủ thu mua toàn bộ. Minh Châu, chưa bao giờ nói dối chẳng ai. Đây là lần đầu tiên, ngươi còn giỏi hơn chấm tưởng, đã dâng lên quốc bảo như vậy, chấm nên thưởng ngươi thế nào đây? Thôi bỏ đi, Tết sắp đến, hãy để ngươi tự do thêm 10 ngày. Phụ hoàng sẽ cử 50 thợ thủ công ra chiến trường, đưa Thẩm Lương đi cùng với họ đến phủ công chúa. Những người tham gia chế tạo thiên pháp cũng chia một nửa để đi cùng họ. Thiên pháp quá nguy hiểm, hãy để họ luôn cẩn thận. Công chúa yên tâm, ta sẽ lập tức sắp xếp ngày thi đề. Lão Ngọc đáp lời, sau đó trên khuôn mặt hiện lên vẻ do dự, thấp giọng nói vài câu bên tai. Gì, phụ hoàng đã biết rồi. Lúc này mấy cung nữ thân cận bên cạnh bệ hạ đều biết, không còn là bí mật nữa. Gọi hắn đến gặp ta ngay. Bà bà, công chúa gọi thuộc hạ có chuyện gì? Chuyện của công chúa, lão bà tự nhiên là không biết. Công chúa đang ở kia, ngươi tự đến gặp đi. Công chúa, trưởng vệ lữ, ngươi đã làm việc ở phủ công chúa không ít thời gian rồi nhỉ? Bẩm công chúa, nhờ được công chúa nâng đỡ, thuộc hạ đã ở phủ công chúa được 5 năm rồi. Từ ngày mai, ngươi sẽ bảo vệ Thẩm Lương sát cánh bên người. Chuyện thiên pháp liên quan trọng đại, ngươi phải đảm bảo không để lộ bí mật, cũng không để Thẩm Lương gặp chuyện. Tạ ơn công chúa, từ giờ trở đi, bí mật còn, thuộc hạ còn, bí mật có chuyện, thuộc hạ sẽ dùng mạng để tạ lỗi. Xin hỏi Lưu Như Ý có phải sống ở đây không? Ngươi tìm Như Ý làm gì? Hắn quả nhiên ở đây. Đứng lại. Khừ, võ công của ngươi quá kém, ta không đấu với ngươi. Ngươi chính là Lưu Như Ý, ngươi đứng đầu bảng thiên bảng của võ lâm hàng ta muốn thách đấu với ngươi. Nếu ta thắng, ngươi phải nhường vị trí đứng đầu bảng thiên bảng cho ta. Võ lâm hàng liệt bảng, cái gì vậy? Nhường một chút, quy tắc giang hồ. Nếu ngươi không chấp nhận thách đấu của ta, vị trí đứng đầu bảng thiên bảng sẽ là của ta.
Không ngờ, người đứng đầu bảng thiên bảng lại chỉ có chút gan dạ thế này. Ta sẽ nói với mọi người, Lưu Như Ý cũng chỉ đến thế thôi, đến dũng khí nhận thách đấu cũng không có. Tính gì là đứng đầu? Người đánh lén. Lại đây, xem ta không đánh cho người khác. Người không dùng binh khí. Đánh ra đã quá rồi. Người đi đi, với tư chất của người, quên luyện tập chăm chỉ 30 năm nữa rồi đến tìm ta. Ta không đánh lại người, xin ngươi nhận ta làm đồ đệ. Thách đấu chỉ là cái cớ. Bài sư học nghệ mới là mục tiêu cuối cùng của hắn. Ngươi nhận nhầm người rồi. Ta không phải người ngươi tìm, cũng sẽ không nhận ngươi làm đồ đệ. Ngươi giỏi hơn ta nhiều, chỉ có bái ngươi làm sư phụ, ta mới có thể học được võ công lợi hại hơn. Ta sẽ không từ bỏ đâu. Công tử, ngươi nói với hắn đi, hắn làm hết mọi việc. Tiểu Hoàn không có gì để làm. Không có gì làm lại không tốt sao? Đi tìm tỷ tỷ hứa bọn họ chơi đi. Những việc này hắn muốn làm thì để hắn làm đi. Hắn là ai? Thiếp thất mà ngươi mới nạp vào à? Muốn đánh thì ra ngoài đánh, đừng làm bẩn sân. Người ta nói hoàng gia xa hoa, người thực sự biết hưởng thụ xa hoa là ngươi. Sắp thành thân rồi, cả ngày chạy lung tung cái gì? Nếu thích thì cái ghế này bán cho ngươi. Vẫn là quy tắc cũ, 100 lượng bạc. Sư thông huynh, ta phải đi rồi. Chỉ là cưới một người phụ nữ chưa từng gặp thôi mà. Có gì đâu, chung chăn lên cũng như nhau thôi. Huống hồ ngươi còn nói nàng ấy đẹp như tiên giáng trần. Sao tính ra lại thiệt chứ? Đừng nghĩ quẩn nhé. Không phải vì chuyện này. Chẳng lẽ ngươi mắc bệnh nan y? Có chút phiền phức, nhưng cũng đừng bỏ cuộc. Ngươi là thế tử của Ninh Vương, thầy thuốc danh tiếng nào mà không tìm được. Nhất định đừng bỏ điều trị. Ta sắp vào kinh rồi. Vào kinh thì vào kinh thôi, đâu phải xuống địa ngục. Cần gì phải buồn bã thế? Có vẻ như ngươi muốn tìm cái chết vậy. Ngày mai ta sẽ lên đường. Tối nay mời người uống rượu ở Quần Ngọc. Không say không về. Quần Ngọc viện thì thôi đi, vẫn là quy tắc cũ. Đi Như Ý Phường. Còn lề mề cái gì? Như Ý Phường có gì hay ho? Đi Quần Ngọc viện đi. Lý Huyền dẫn đầu, hai vệ sĩ lôi kéo người hầu rất không tình nguyện. Trong ánh mắt ngạc nhiên của Dương Lưu Thanh, họ nhanh chóng biến mất. Túy Mặc, ngươi không thể cứ không tiếp khách mãi. Cuộc thi hoa khôi đã bắt đầu từ lâu rồi, mà má còn đang trông cậy vào ngươi để nở mày nở mặt. Không phải còn có Hương Hương và Diệu Diệu sao? Ôi trời ơi, tiểu thư của ta, họ làm sao so với ngươi được? Ngươi nghe mà má một lời khuyên đi, ra ngoài gặp mặt một chút, dù chỉ là gầy một khúc nhạc, hát vài câu cũng được. Biết bao nhiêu công tử đích danh muốn gặp ngươi. Mà cũng là vì tốt cho ngươi. Năm nay nếu không được chọn làm hoa khôi, sau này ngày tháng của ngươi sẽ khó khăn đấy. Không còn danh tiếng, mà không thể ngăn nổi những người quyền quý đó đâu. Biết vậy là tốt rồi. Mà sẽ chuẩn bị cho tiểu thư ngay. Nghe nói năm nay, Lục Kiều Kiều của Y Sơn Lầu và Lưu Y của Kim Phụng Viện là ứng cử viên sáng giá nhất. Tài tử nổi tiếng đã viết thơ ca ngợi họ. Công tử tô tặng Lưu Y 3.000 lượng bạc. Nhiều người ghen tị lắm. Dương Yến Châu viết thơ tặng Lục Kiều Kiều. Người ủng hộ nàng ấy ngay lập tức áp đảo Lưu Y. Tiểu thư chưa từng gặp những tài tử đó, nếu không được chọn làm hoa khôi thì phải làm sao đây? Tiểu Thúy, chuẩn bị nước nóng, ta muốn tắm. Hay lắm, nhảy đẹp quá. Phu nhân ngươi quản chặt quá, chưa từng thấy cảnh này phải không? Cứ dù sao ngươi ở đây cũng chẳng có việc gì. Sao không đi chơi cùng ta đến Kinh Thành? Thanh lâu ở Kinh Thành so với nơi này đâu. Hơn một nửa danh kỹ của thiên hạ đều ở Kinh Thành. Chắc chắn sẽ không làm người thất vọng. Huống hồ đến đó rồi, phu nhân của ngươi không thể quản người nữa. Muốn chơi thế nào cũng được. Thôi đi, ta cả đời này chỉ định sống ở phủ Khánh An thôi. Không có ý định vào kinh. Chúc ngươi lên đường thuận lợi. Tới rồi, người đẹp tới rồi. Em vợ. Sư phụ, họ vừa nói Quần Ngọc Viện chắc hẳn là chỗ này. Chúng ta có nên vào tìm không? Hai cô nương, chúc buổi tối tốt lành. Hạ nhân đâu? Tư thông huynh đâu? Hai người có thấy họ vừa ra ngoài không? Quên mất, mải nhìn quá. Mau đi tìm đi. Chắc chắn là yêu tinh nào đó đã lừa Tư thông huynh rồi. Chết tiệt, chẳng lẽ Quần Ngọc Viện không có cửa sau sao? Anh, ngươi là ai? Mau ra ngoài đi. Xin lỗi, ta không có ý mạo phạm, chỉ muốn tạm đánh ở đây một chút. Xin hãy, Hai nhân vừa nói được nửa câu, thì không nói tiếp được nữa. Vì trong phòng ngoài hắn và cô gái kia, còn có một người khác, chính là Tầm Túy Mặc, người sắp tắm. Ta vừa thấy hắn vào trong rồi. Các ngươi là ai? Hai nhân có ở trong đó không? Công tử Hà đang bàn về kịch bản với tiểu thư nhà ta. Các ngươi là bạn của công tử Hà sao? Khi Lý Huyền và hai người khác bước vào phòng, thấy hai nhân đứng bên bàn, dường như đang vẽ tranh. Một cô gái trẻ đứng bên cạnh hắn, chăm chú nhìn vào tranh của hắn. Nhìn đây, chỉ cần điều chỉnh một chút tỷ lệ, sẽ tăng đáng kể cảm giác. Ngươi khi vẽ tranh, phải chú ý cảm nhận sự thay đổi của tỷ lệ. Ngươi đến đây làm gì? Như ý, các ngươi.
Túy Mặc, mau chuẩn bị đi. Đến lượt ngươi lên sân khấu rồi. Xin lỗi, tôi bận một chút. Tiểu Thúy, tiếp đón các vị khách. Đây là khách của tiểu thư sao? Nếu không phiền, các ngài đợi ở đây một chút. Tiểu thư sẽ về trong nửa canh giờ. Không cần đâu, tình cờ gặp Túy Mặc cô nương. Bàn một chút về kịch bản. Cô ấy có việc rồi, chúng ta về thôi. Đi thôi, đi thôi. Bộ gì chứ, đã đến đây rồi, ở lại xem thêm một lát rồi đi. Đây là lần đầu tiên ta vào thanh lâu, sau này có lẽ không có cơ hội nữa. Không được, phụ nữ vào thanh lâu thì ra thể thống gì. Nghe Túy Mặc cô nương đàn, thật là một trải nghiệm tuyệt vời. Tuy rằng Túy Mặc cô nương tinh thông cầm kỳ thư họa, nhưng điều tuyệt vời nhất vẫn là kỹ thuật vẽ của cô ấy. Biết bao người mong có được một nhưng khó lắm. Túy Mặc cô nương chưa bao giờ dễ dàng cho người khác xem tranh của mình. Lần này dù không thể giành vị trí quán quân trong 10 đại hoa khôi, nhưng chắc chắn vẫn có chỗ cho cô ấy. Hạ nhân không biết rằng biểu cảm của tầng Túy Mặc tuy bình thản, nhịp thở và đôi má ửng hồng lại cho thấy trong lòng cô không hề bình tĩnh như Hạ nhân tưởng. Chỉ là sống trong môi trường như vậy, cô đã quen giấu cảm xúc của mình. Bề ngoài không thể hiện chút nào, nhưng những sóng gió trong lòng lại không thể che giấu được. Cô đã rất tinh thông, dù chưa đạt đến đỉnh cao, nhưng cũng đủ để vào hàng cao thủ. Tuy nhiên, khi lòng rối loạn, âm nhạc tự nhiên cũng loạn theo. Chỉ trong một đoạn ngắn, cô đã đánh sai vài lần. Dù đã rất khéo che đậy, nhưng những người tinh thông âm nhạc không thể nào không nhận ra. Đây thật sự là Túy Mặc cô nương sao? Chẳng lẽ những tin đồn về tình cảm của cô bên ngoài đều là giả? Quả thật, trình độ cô thể hiện hôm nay không phù hợp với danh tiếng. Nếu chuyện này lan ra ngoài, liệu cô có thể giành được một vị trí trong 10 đại hoa khôi không cũng khó nói. Người khác đều đang dốc sức tạo dựng danh tiếng, trong đó Lưu Y và Lục Thiếu Thiếu nổi bật nhất. Lưu Y được gia đình Tô nâng đỡ, nếu họ chi đủ tiền, có thể cô ấy sẽ giành ngôi quán quân. Lục Kiều Kiều luôn gần gũi với các tài tử, nghe nói đệ nhất tài tử Phú Khai Nhân cũng có ý với Lục Kiều Kiều, định tặng thơ cho cô ấy trong cuộc tranh ngôi quán quân. Túy Mặc cô nương chẳng màng tranh giành, nếu năm nay bị đá khỏi 10 đại hoa khôi thì thật là thú vị. Mất danh tiếng hoa khôi, rơi vào tầm thường chỉ là chuyện sớm muộn. Có thể ngươi và ta cũng có cơ hội đưa cô ấy về làm thiếp. Ngươi định tặng thơ cho Lục Kiều Kiều, giúp cô ấy thành quán quân sao? Ta còn không biết Lục Kiều Kiều trông thế nào. Tặng thơ cho cô ấy làm gì? Ta cũng nghĩ vậy. Nếu ngươi tặng thơ cho Lục Kiều Kiều, em là Phù Khánh An lại có thêm nhiều cô gái đau khổ. Những cô gái muốn giành ngôi quán quân chắc chắn sẽ tìm ngươi liều mạng. Túy Mặc hôm nay có vẻ không ổn. Ai biết được chứ, cô ấy là ngôi sao của thiện. Dù tình cảm có chút thiếu sót cũng không quan trọng, vẫn có rất nhiều đàn ông say mê cô ấy. Chưa chắc đâu, công tử Tần năm nay ủng hộ Lục Kiều Kiều, nghe nói đã viết cho cô ấy nhiều bài thơ rồi. Công tử Trúc sáng nay vừa tặng Lưu Y 500 lượng bạc. Còn về công tử Tiêu, ngươi nói thật lòng đi, tháng này hắn đã bao nhiêu lần đích danh muốn gặp ngươi. Đừng tưởng ta không biết công tử Tiêu thích ta. Chẳng lẽ là lỗi của ta? Gì cơ, còn chết tiệt, vừa nói gì? Công tử Hình, công tử Trúc và công tử Tiêu thì nói rõ cho lão nương nghe. Còn sao nữa, Túy Mặc không muốn gặp họ, họ đã chuyển sang ủng hộ người khác rồi. Mà muốn nâng thêm một hoa khôi nữa, phải suy nghĩ thật kỹ. Đồ vong ơn bội nghĩa, muốn nhìn lão nương thất bại hả? Quân Ngọc Viện mà sụp đổ, thì sau này các người ủng gió Tây Bắc đi. Ngươi không định ủng hộ Túy Mặc cô nương sao? Thôi đi, chuyện này tốt nhất là không nên dính vào. Chỉ cần ngươi không hối hận. Nhìn thế này, có vẻ năm nay Túy Mặc cô nương khó giữ vị trí hoa khôi. Nhưng cũng không phải chuyện xấu. Nếu cô ấy không còn đá hoa khôi thì giá trị chắc chắn sẽ giảm mạnh. Đó, nếu ngươi muốn giúp cô ấy về làm thiếp, có thể tiết kiệm được khối tiền. Nhưng việc này phải nhanh chóng, vì ngươi muốn có cô ấy không ít đâu. Có thời gian lo lắng việc ta có nạp thiếp hay không thì lo nghĩ cho vương phi của ngươi thì hơn. Ngươi nhìn đủ chưa? Nhìn đủ rồi thì về nhà đi. Sư bá lại có thiệp mời nữa rồi. Đã có nhiều người như vậy mời công tử, nếu có thời gian tham dự vài lần cũng không sao đâu. Không đi, phu nhân chắc không biết họ là người thế nào, mục đích không rõ ràng. Đi rồi lại phiền phức. Như Thanh tỷ tỷ, tỷ khuyên tiểu thư nhà ta đi. Tiểu thư từ chối rồi. Các công tử đó cũng không dự yến tiệc, mà cũng mặc kệ nàng. Mấy ngày nay chỉ lo nâng đỡ Trần Diệu Diệu. Nếu tiểu thư không giành được hoa khôi thì biết làm sao đây? Hoa khôi chính là một tấm lá chắn tự nhiên. Nếu mất đi tấm lá chắn này, tiểu thư em rằng sẽ khó giữ được sự trong sạch. Một hoa khôi đã hết thời, đến lúc đó, hai chúng ta chắc chắn sẽ sống rất khổ sở.
Cái Thạch, cậu thực sự đã suy nghĩ không tranh giành ngôi hoa khôi nữa à? Chị Nhược Thanh, từ nay về sau em sẽ theo chị kiếm cơm được không? Dù sao khi các chị biểu diễn, cũng không tìm được ai vẽ bối cảnh khác. Chị nghĩ em làm họa sĩ chuyên dụng cho chị được không? Bối cảnh em vẽ sống động như thật. Toàn bộ Thanh An Phủ, không ai có thể làm tốt hơn em đâu. Chẳng lẽ em định rằng không ai làm tốt hơn? Nhược Thanh, chẳng lẽ chị đã quên người đó rồi sao? Tại một quán trà bên đường, Lưu Nhất Đao đang báo cáo công việc cho Hạ Nhân. Nhưng tâm trí của Hạ Nhân lại không ở đó. Anh đang lén nghe cuộc trò chuyện của hai người đàn ông bên cạnh. Mấy ngày nay các cậu có xem cuộc thi hoa khôi không? Cô gái Tiểu Tiểu và cô Y tranh đấu ác liệt thật. Ngôi đầu năm nay có lẽ sẽ thuộc về một trong hai người họ. Thực ra cuộc thi này cũng không có gì hấp dẫn. Mười hoa khôi hàng đầu năm ngoái, năm nay vẫn sẽ chiếm hơn một nửa vị trí. Hơn nữa, dù ai được chọn, chúng ta cũng chỉ có thể nhìn mà thôi, không thể chạm vào được. Hi hi, không hẳn đâu, chỉ cần có tiền hoặc quyền. Dù là ngôi đầu, cũng không phải không có cơ hội thân mật. Hơn nữa, năm nay không thể đụng vào hoa khôi. Nhưng những người trước đây thì sao? Không biết vì sao, Quân Ngọc Viện năm nay lại đẩy mạnh Trần Miểu Miểu. Phượng Tê Lâu còn đầy một người mới. Phải biết rằng Tăng Túy Mặc và Cố Tiểu đều là lựa chọn trong top 10 hoa khôi năm ngoái. Năm nay em rằng không còn hy vọng. Không biết vị hoa khôi trước đây có mùi vị thế nào. Đại nhân, có chuyện gì? Gần đây trong nha môn không có việc gì lớn, chỉ là cùng với cuộc thi hoa khôi, ban đêm trong thành sẽ ngày càng náo nhiệt, thuộc hạ nghĩ nên bố trí thêm nhân lực. Mê Mông, cứ làm như cậu nói. Những người khác thì rút từ danh sách ra đi. Nếu cô Túy Mặc thật sự hết thời thì phải làm sao? Dù sao tối qua cô ấy cũng giúp tôi thoát khỏi một kiếp nạn. Nếu tôi không giúp, có phải quá vô tình không? Nghĩ đến số phận sau này của cô Túy Mặc như vậy, thà rằng nhận cô ấy làm thiếp của tôi còn hơn. Sáng nay lại nhận được vài thiệp mời, thiếp nghĩ chồng sẽ không đi đâu, thế nên đã đốt cả rồi. Sáng nay nhận thiệp mời của ai? Cô Lục Kiều Kiều ở Dịch Xuân Lâu lại gửi một thiệp, cô Lưu Y gửi tới hai thiệp, còn có 500 lượng bạc, nhưng thiếp đã trả lại. Ngoài ra cô Cố Tiểu Vãn ở Phượng Tê Lâu và cô Trần Miểu Miểu ở Quần Ngọc Viện mời chồng tối nay dự tiệc. Không cần sớm như vậy. Không sao, đốt thì đốt thôi. Lý Bạch chưa kịp sinh ra, vậy chắc là không sao. Tào Tháo có 3 người con trai, nhưng không ai tên là Tào Thực và Tào Phi. Một nước đi nổi tiếng như vậy mà không nhớ thì chắc cũng không có. Bên ngoài ngôi nhà, có một cô gái nhỏ đứng trước cổng một lúc rồi. Hình như cô ấy đang tìm anh đấy. Tôi ra ngoài xem sao. Phải làm sao đây, tôi lén ra ngoài. Nếu cô chủ biết tôi tự ý đến tìm cô ấy, sẽ không vui thì sao? Nhưng nếu không tìm cô ấy, rắc rối của cô chủ phải giải quyết thế nào? Này, cô em. Đồ tồi, tên vô lương tâm. Cô em đừng nói bậy bạ nhé. Hâm ơm, cái này cho anh, tôi tự lén ra đây. Anh đừng nói với cô chủ nhà tôi nhé. Người phụ nữ này đang làm gì vậy? Với tính cách của cô ấy thì không thể nào buông xuôi. Vậy mà lại không làm gì, là vì sao? Đến mức Tiểu Thúy phải lén chạy đến, mới biết được tình cảnh của Tăng Túy Mặc đã tồi tệ đến vậy. Chẳng lẽ là do ngại ngùng? Có vẻ người đó cũng không tồi đến vậy. Nghe nói công tử viết thơ rất giỏi đấy. Hôm nay mình chưa kịp mở miệng, đã có được thứ mình hằng ao ước. Có thể thấy công tử ấy trong lòng vẫn còn nghĩ đến anh trai của tiểu thư nhà mình. Anh ơi, đây là thôn Hạ Gia đúng không? Đúng rồi, đây chính là thôn Hạ Gia. Không biết anh có biết Hạ Kiện Lâm không? Hạ Kiện Lâm? Có. Làng này trước đây có một người như vậy. 20 năm trước, anh ta cùng vợ từ ngoài làng chuyển đến, sau đó định cư tại làng này. Là người duy nhất trong làng thi đỗ tú tài, nhưng anh ấy đã qua đời nhiều năm rồi. Các người tìm anh ấy à? 20 năm trước á? Đúng rồi. Thiếu gia, lão nô đến muộn rồi. Sự đời vô thường, anh em phải kết duyên. Phu nhân nhà họ Hạ mất sớm, Hạ tú tài một mình, nuôi con đến hơn 10 tuổi. Rồi cũng ra đi, đứa bé ấy có tiền đồ lắm. Thiếu gia, cậu ấy có con không? Nếu không có con, chắc phu nhân nhà họ Hạ khi qua đời, Hạ tú tài cũng đã đi theo. Đứa bé ấy bây giờ ở đâu? Ông già, ông là ai? Hạ tú tài chính là trưởng làng Hạ gia. Ông quên chuyện gì rồi sao? Tôi không kế thừa ký ức của người trước đây mà. Tôi không nhận ra các người đâu. Đúng rồi. Nhất định là cậu rồi. Rất giống thiếu gia lúc còn trẻ, đến 9,9 phần. Đôi mắt sáng ngời. Đúng là cô nương nhà họ Hà rồi. Ông già quái gở, các người là ai? Tìm thấy rồi là tốt. Ông trời có mắt, vẫn giữ lại dòng chính cho nhà họ Hạ. Tiểu thiếu gia, cuối cùng ta cũng tìm thấy cậu rồi. Cụ già, có phải ông nhận nhầm người không? Không nhầm đâu, không thể nhầm được. Tiểu thiếu gia rất giống thiếu gia lúc còn trẻ. Lão nô không thể nhận nhầm đâu. Nếu phu nhân biết thiếu gia có con,
chắc chắn sẽ rất vui mừng. Cậu xem hình thiếu gia lúc trẻ đi. Tiểu thiếu gia, lần này cậu hãy cùng chúng tôi về kinh thành. Phu nhân 60 tuổi rồi, lão nô đến lần này là để đón cậu về. Nếu phu nhân nhìn thấy tiểu thiếu gia sẽ rất vui mừng. Chuyện gì vậy? Có phải hai người này đang hợp sức lừa mình không? Câu chuyện có thể viết vớ vẩn hơn được không? Nhưng mà bức hình này thực sự quá giống mình. Thiếu phu nhân, im ngay. Chẳng lẽ cô ấy là phu nhân của tiểu thiếu gia? Chuyện gì thế này? Xuyên không đến nửa năm rồi, cuộc sống đang rất yên ổn, giờ lại. Mình là tiểu thiếu gia của một gia đình nào đó ở Kinh Thành. Muốn mình về Kinh Thành, thật là vô lý. Chồng à, có chuyện gì thế? Thiếp không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng chồng từng nói, bất kể có chuyện gì xảy ra, chỉ cần chúng ta cùng đối mặt, thì nhất định sẽ giải quyết được, đúng không? Đúng vậy, không có gì là không thể giải quyết, chỉ là có chuyện này quá cầu huyết. Tiểu thiếu gia, miếng ngọc bội này là vật chứng minh thân phận của nhà họ Hạ, thiếu gia luôn mang theo bên mình. Chỉ cần tiểu thiếu gia lấy ra miếng ngọc bội còn lại, chúng ta sẽ biết ngay thôi. Các người chờ đã. Đây là miếng này, đúng là miếng này. Song ngư đất lợn, đây chính là song ngư đất lợn. Tiểu thiếu gia, lần này cậu tin rồi chứ? Mê mơ. Tiểu thiếu gia, lần này cậu hãy theo chúng tôi về. Năm đó thiếu gia bỏ nhà đi, phu nhân luôn đau buồn, đến nay sức khỏe ngày càng sa sút. Nếu gặp tiểu thiếu gia, chắc chắn sẽ hồi phục. Cha mẹ ta năm đó đã xảy ra chuyện gì? Tại sao họ phải rời đi? Vì sao bây giờ các người mới nhớ đến việc tìm họ? Chuyện này nói ra thì dài. Nhà họ Hạ chúng tôi tuy không phải là danh gia vọng tộc, nhưng cũng thuộc hàng quý tộc. Khi lập quốc, thái gia đã được phong làm hiến công. Tuy nhiên, hậu nhân nhà họ Hạ không có công lao. Tước vị ngày càng giảm sút, đến đời lão gia, phù hiến công đã trở thành phù hầu tước. Thái gia có ân cứu mạng với Trần Quốc Công. Để tránh nhà họ Hạ suy thoái sau ba đời, có ý định kết thân giữa thiếu gia và nhà họ Trần. Thiếu gia và tiểu thư nhà họ Trần đã đính ước từ nhỏ, nhưng không ai ngờ rằng thiếu gia lại yêu một cô gái bình dân. Chuyện tiếp theo, dù ông già không nói, hạ nhân cũng có thể đoán ra diễn biến của cốt truyện. Hoàng tử, công chúa, dần nữ. Một bên là hôn ước đã định, một bên là trốn đi vì tình yêu. Từ xưa đến nay, những chuyện này còn thiếu sao? Chỉ còn chưa đến nửa tháng trước ngày cưới với tiểu thư nhà họ Trần, thiếu gia và mẹ của tiểu thiếu gia đã trốn đi khỏi kinh thành. Phủ Trần Quốc Công bị sỉ nhục, tức giận vô cùng, cắt đứt quan hệ với nhà họ Hạ. Lão gia tức giận đến ngất xỉu. Sau khi tỉnh lại, ông không cho phép chúng tôi tìm kiếm hai xem người. Như nhà họ Hạ không có đứa con bất hiếu này. Lão nô lén lút tìm kiếm suốt nhiều năm, cuối cùng cũng có tin tức về thiếu gia. Chỉ là vẫn không kịp. Ta hiểu rồi, tiểu hoàn, tiện khách. Tiểu thiếu gia, các người về đi, nói với họ rằng thiếu gia nhà họ Hạ đã qua đời rồi, không có gì cả. Tiểu thiếu gia, cậu cũng chưa bao giờ gặp tôi. Thiếu gia, thiếu phu nhân, lão phu xin cáo từ. Cút đi. Tiểu thư, lão gia kia là ai vậy? Trước giờ chưa từng thấy qua. Cậu ấy đang suy nghĩ một chuyện rất quan trọng, đừng làm phiền cậu ấy. Bây giờ là mấy giờ rồi? Sắp đến giờ Tí rồi. Chồng gặp ác mộng à? Em nói xem, anh nên làm gì đây? Trong lòng chồng chẳng phải đã có câu trả lời rồi sao? Thôi vậy, đã vậy không đến đây rồi, cũng nên giúp cô em hoàn thành tâm nguyện bao năm. Không giả vờ nữa, ta chính là thiếu gia nhà họ Hạ ở Kinh Thành. Chồng đang nói gì vậy? Không có gì, không có gì. Mau đi ngủ thôi, phụ nữ thức khuya sẽ xấu đi đấy. Chuyện gì vậy chồng? Chúng ta động phòng đi. Wow. Gì mà hạ gia, gì mà quý tộc, gì mà tiểu thiếu gia, tất cả đi gặp ma hết đi. Chồng à, thiếp hình như quên một chuyện. Chuyện gì? Hình như hôm qua thiếp đã đến kỳ rồi. Không đùa như thế được đâu. Này, tối qua có trộm vào nhà, tường bị đập thủng hai lỗ. Trẻ con đừng hỏi nhiều. Thiếu gia định khi nào đi? Càng sớm càng tốt. Vậy đợi thêm 7 ngày nữa đi. Chuyến đi này rất xa, dọc đường còn chưa biết sẽ bị trễ bao lâu. Thiếu gia nếu 7 ngày nữa mới đi, em rằng sẽ không kịp dự thọ lễ của lão phu nhân. Những người này thật biết chọn thời điểm, không đến sớm, không đến cứ chọn ngay lúc quan trọng này mà đến, không phải cố tình gây rối sao? Thiếu gia, thời gian cấp bách, chúng ta hãy khởi hành vào sáng mai. Mai thì mai đi, đi sớm về sớm, vẫn còn phải về nhà lo việc chính nữa. Được rồi, sáng mai chúng tôi sẽ đến đón ngài. Chồng ơi, anh định đi đâu vậy? Đừng lo, chồng chỉ đến kinh thành lo chút việc, sẽ về sớm thôi. Lúc đó anh sẽ mua son phấn ở kinh thành cho em. Phấn son của Vạn Hoa Trai chỉ bán ở kinh thành thôi. Chuyến đi kinh thành này, em rằng ít nhất phải mất nửa tháng. Những ngày không ở Thanh An Phủ, có vài việc cần phải dặn dò trước khi đi. Việc đầu tiên dĩ nhiên là đến nha môn xin nghỉ phép. Huyện lệnh Lưu, tôi muốn xin nghỉ, anh ra không đi làm cũng không sao, cứ đi chơi đi. Được. Chuyện ở nhà hát, cứ giao hết cho người dưới làm là được. Anh chỉ cần kiểm soát tổng thể, tránh xảy ra sai sót lớn là được. Đừng quá lao lực.
Tôi biết rồi. Đúng vậy, Nhược Thanh dậy từ trước khi trời sáng. Qua giờ tí vẫn chưa ngủ, dạo này gầy đi nhiều rồi. Từ giờ trở đi, cậu chính là quản gia thân cận của chị Nhược Thanh. Mỗi tháng tiền công ngang với những quản gia khác. Việc duy nhất cậu phải làm là chăm sóc tốt cho chị ấy, không để chị ấy quá mệt mỏi. Hiểu chưa? À, hiểu rồi, yên tâm đi. Tôi nhất định sẽ chăm chị Nhược Thanh trắng trẻo, múm mím. Tôi có việc cần ra ngoài một thời gian. Những ngày này, có việc gì hai người cứ bàn bạc với nhau. Nếu gặp phải rắc rối không giải quyết được, thì đến nha môn tìm Lưu Bố Đầu. Nhớ chăm cho mập lên, tôi thích thế. Ok, không vấn đề gì, tôi hiểu rồi. Đây là gì? Đều là quần áo để thay giặt. Ngân phiếu dùng không tiện lắm. Đường đi xa xôi, tướng công mang nhiều bạc theo. Lão phu nhân mừng thọ, nên mua một món quà tương tất. Đừng để người ta chê cười. Phải rồi, thiết thân không tiện. Để Như Ý đi cùng tướng công lên kinh thành nhé. Trên đường không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Có Như Ý đi cùng, ít ra cũng bảo vệ được tướng công an toàn. Nàng thực sự không đi cùng ta sao? Lúc đó, 7 ngày qua đi, chúng ta sẽ hoàn thành chuyến đi này. Đường đi xa xôi, thiết thân không tiện. Tướng công biết rồi mà, kinh thành không như phủ Thanh An. Như Ý tính khí ngang ngược, tướng công hãy trông chừng hắn kỹ, đừng để hắn gây chuyện. Ai ngang ngược chứ? Ta bao giờ gây chuyện đâu? Không ai nói ngươi ngang ngược. Tiểu thư Liễu thứ hai dịu dàng, đoan kiên lương thục đức, nội trợ đảm đang, là hình mẫu của nữ nhi thiên hạ. Hàm ôm, ngày mai xuất phát sớm đấy. Tôi nhớ thu dọn hành lý. Tiểu thư Liễu thứ hai vẫn là lựa chọn bảo vệ thích hợp nhất. Nhìn từ xa thì tào nhã, thanh cao, đến gần thì làm vệ sĩ thân cận. Ta không dám trông cậy vào ông lão kia bảo vệ an toàn cho ta. Chị thực sự muốn ta cùng đi kinh thành sao? Sao thế? Ngươi không muốn đi? Vậy để chú Phương đi thay nhé. Chú Phương sáng nay còn tìm ta nói chuyện này. Nói rằng ở nhà không có việc gì làm, muốn đi kinh thành xem sao. Đã chị bảo ta đi, vậy ta đành nhận lời bảo vệ chị thôi. Ta về phòng thu dọn đồ đạc. Đời này ta chưa từng rời khỏi phủ Thanh An, lâu rồi ta cũng muốn ra ngoài xem sao. Hồn tiểu thư cũng phải sống vui vẻ thôi. Thiếu gia, thiếu phu nhân không cùng chúng ta về sao? Phu nhân không tiện, ta đi một mình là được rồi. Phu nhân không tiện. Nếu vậy thì thật sự không nên di chuyển, chờ một năm rưỡi nữa rồi đón cả hai mẹ con cùng về mới là việc vui lớn của phủ. Phiền quá, vốn dĩ người bên cạnh ta phải là Như Ý rồi tận hưởng tuần trăng mật, kết quả lại là tên này. Cuối cùng có chuyện gì? Mẹ không mời ta vào ngồi à? Ta nói thật nhé, nghe lời mẹ khuyên đi. Nếu không, cuối cùng ngươi chỉ tự hủy hoại mình. Dù ngươi không nghĩ cho mẹ, cũng phải nghĩ cho chính ngươi. Cứ thế này, mẹ thật sự không giúp được ngươi nữa đâu. Lần này ta đến là vì việc này. Ngươi suy nghĩ thông suốt rồi. Ta nghĩ thông rồi, ta đến trụ thân. Ngươi lấy đâu ra nhiều tiền vậy? Số tiền này chắc đủ rồi chứ? Đủ rồi. Theo danh tiếng, tiền trục thân của từng người trong viện hứa đều có giá niêm yết. Bất kể ai, khi đã muốn ra đi, chỉ cần có đủ tiền bạc, hắn sẽ để họ ra đi. Tất nhiên như tội mẫu trước đây, hắn không dễ dàng để họ đi. Nhưng bây giờ, danh tiếng của hắn đã giảm nhiều. Đến sau cuộc thi hoa khôi, có lẽ sẽ giảm thêm. Tiền trục thân đương nhiên cũng sẽ giảm. Ít nhất sẽ ít hơn nhiều so với số ngươi đang cầm. Ngươi thực sự đã quyết định rồi. Lê Mông, vì tình nghĩa trước đây. Nếu muốn đi, thì đợi sau cuộc thi hoa khôi đi được. Tiểu thư, hôm nay có muốn vẽ tranh nữa không? Không vẽ nữa, chuẩn bị nước tắm cho ta. Chúng ta sẽ ra ngoài. Tiền trục thân đã không đủ rồi. Vẽ vời gì nữa, đi chơi thôi. Ra ngoài chơi thôi. Cuộc thi hoa khôi, mọi người đều đang kiếm thêm danh tiếng. Chỉ có tiểu thư nhà mình là không lo lắng chút nào. Tiểu thư đừng sợ, lần này để ta bảo vệ tiểu thư nhé. Ta có thần khí do công tử hạ tặng. Cảm ơn công tử đã làm mọi điều vì y vô cùng cảm kích. Ôi, y nói gì vậy? Giúp nàng là giúp ta, giữa chúng ta không cần khách sáo như thế. Ngồi yên đấy, ngồi nhặt ngô đi đã. Lúc này, nhiều ánh mắt đều nhìn về phía đình đài. Hai người trong đình, một người là công tử giàu có, một người là hoa khôi nổi tiếng. Gần đây là người nổi bật nhất phủ Thanh An. Bữa tiệc này thực ra là tổ chức cho hắn. Cuộc thi hoa khôi hàng năm thực ra không chỉ là cuộc tranh tài của họ, mà còn là cuộc đối đầu giữa những thế lực phía sau. Một lát nữa sẽ có vài người bạn đến, đều là những tài tử thường xuyên đến đây. Ta sẽ dẫn nàng đi gặp gỡ. Cô Lục có các tài tử như Dương Ngạn Châu ủng hộ. Chúng ta đã thất thế trong phần thi thơ. Lát nữa, nàng phải tận dụng cơ hội. Nếu có thể khiến họ thật lòng giúp nàng, chúng ta sẽ có trên 70% cơ hội để giành ngôi vị hoa khôi. Tiếc là không thể mời được công tử Hạ Mỹ Ân kia. Nếu có sự giúp đỡ của hắn, các tài tử của Thanh An không phải là vấn đề. Đừng lo lắng, mặc dù thiệp mời của chúng ta như đà ném ao, tiền bạc cũng bị trả lại, nhưng nghe nói người đó không tham gia bất kỳ bữa tiệc nào. Có lẽ hắn không quan tâm đến những chuyện này. Chỉ cần chú ý đến Dương Ngạn Châu là được. Họ đến rồi.
Đó là Dương Ngạn Châu, Vạn Kỳ Lương và Cô Lục. Tại sao dù ta đã gửi thiệp mời cho họ, nhưng không nghĩ họ sẽ đến. Dù sao Cô Lục cũng là đối thủ lớn nhất của Tiểu Y. Tại sao họ lại đến trong dịp này chứ? Dương Huynh, Vạn Huynh, không ngờ các vị lại đến. Thất lễ quá, thất lễ quá. Chị Lục, dù sự cạnh tranh trong bóng tối có khốc liệt đến bên ngoài cũng không thể hiện chút nào. Mọi người chỉ thấy Trúc Thanh và Dương Ngạn Châu cùng nhau trò chuyện. Hai ứng cử viên sáng giá là Lục Kiều Kiều và Liễu nắm tay nhau thân thiết như chị em. Bên kia còn vài người bạn cần chào hỏi. Để Dương Huynh, phải xin lỗi rồi. Thế nào, danh bất hư truyền? Có vẻ như cô Kiều Kiều muốn giành hoa khôi. Chắc sẽ không dễ dàng. Hãy làm hết sức và phó mặc số phận. Nếu muội muội Y giành được ngôi vị hoa khôi, Kiều Kiều cũng chỉ có thể chúc mừng. Dương Ngạn Châu chỉ cần vung bút đã đủ giúp nàng giành được ngôi vị hoa khôi. Không uổng danh tài tử số 1 của Phú Thanh An, không phải hư danh. Thật sự gọi ta là tài tử số 1 của Phú Thanh An nữa. Đừng đùa nữa, chúng ta còn chưa biết người kia ủng hộ ai. Nếu như vốn tưởng rằng sẽ ủng hộ hồng bài của Quân Ngọc, cô xây mực Tĩnh Quan Nhân, nhưng cô xây mực đó có vẻ không hứng thú với cuộc thi hoa khôi lần này. Nghe nói ngày ngày chỉ vùi đầu nghiên cứu hội họa. Các người có lẽ chưa biết một bức tranh của cô xây mực được săn đón đến mức nào. Mấy ngày trước, ta phải bỏ ra 200 lạng bạc mới mua được một bức. Cũng may nàng không có ý định tranh ngôi vị hoa khôi, nếu không lại tung ra thêm thơ ca thì cuộc chiến hoa khôi sẽ không còn thú vị nữa. Điều đó lại tốt, cô xây mực của thật không hứng thú. Nghe Dương Ngạn Châu nói vừa rồi, ta cũng muốn mua một bức tranh của cô xây mực. Không biết nàng có vì nể mặt Dương Ngạn Châu mà giảm bớt tiền không. Dù sao tiểu đệ không giàu có như Dương Ngạn Châu huynh. Mấy người vừa cười vừa đi về phía đó. Cô xây mực không biết suy nghĩ của những người ở xa đó, nhưng tiểu thúy bên cạnh vẫn mặt mày ủ rũ, cuối cùng vẫn không nỡ để cô ấy lo lắng thêm. Phu bước tới nói nhỏ vài câu. Anh, tiểu thư, ngài nói thật sao? Chúng ta sau này suýt nói nhỏ thôi. Cảm ơn, ta hiểu rồi. Phải rồi, tiểu thư, tiểu thúy có món đồ muốn tặng ngài. Là thứ gì vậy? Hỏng rồi, hỏng rồi. Tiểu thư, ta làm mất nó rồi. Tiểu thúy hoảng hốt đứng dậy, định tìm lại theo đường đi đến. Bỗng nhiên thấy cách vài bước phía trước một quyển sổ mỏng nằm đó. Cô thở phào nhẹ nhõm, đang định chạy tới nhặt lên thì một đôi tay thon thả xuất hiện trong tầm mắt cô. Đây là thứ ta vừa làm rồi. Đinh, ngươi nói là của ngươi thì là của ngươi sao? Có bằng chứng gì không? Trả lại cho ta. Bắc Phương hữu giai, tuyệt thế nhi độc lập. Một ánh nhìn khiến thành tàn nát, lần nữa khiến quốc gia nghiêng ngả. Biết rằng tan thành cùng tan quốc, giai nhân khó lòng tìm lại. Xin hỏi cô nương hồ, chuyện này có thể để Dương Mỗ xem qua không? Ngài Dương, cô nương hồ có thể để Dương Mỗ nhìn qua một lượt bài thơ này được không? Không ngờ rằng ngày nay còn có người viết ra được loại nhạc phủ thơ này. Không biết tài tử viết bài thơ này là ai? Có thể giới thiệu cho Dương Mỗ gặp mặt không? Bài thơ này là viết tặng cho tiểu thư nhà ta. Thật lòng mà nói, bài thơ này là do một vị công tử tặng cho tiểu thư nhà ta. Vị công tử đó dặn không được tiết lộ thân phận của mình. Xin công tử Dương chớ trách. Tôi đành miễn cưỡng nhận món quà này vậy. Cho ngươi thường xuyên giành phần nổi bật hơn ta, khiến thành nghiêng ngả. Nàng phải đẹp đến mức nào đây? Có lẽ mỹ nhân truyền thuyết bao tử cũng chỉ đến thế. Chỉ nghe vài câu thơ thôi mà đã khao khát gặp giai nhân trong thơ. Thật sự mãnh liệt. Mấy ngày tới, cửa Kim Phượng Lâu có lẽ sẽ bị người ta dẫm nát mất. Cô Ninh nhất định sẽ giành ngôi hoa khôi. Nếu Kim Phượng Lâu đầu tư thêm chút tài nguyên, ngôi vị hoa khôi cũng không phải là không thể. Y phục như hoa, gió xuân phả thấy sương hoa đậm. Nếu không gặp ở Quần Ngọc Uyển, sẽ gặp ở Giao Đài dưới trăng. Chẳng lẽ cô Ninh chuyển từ Kim Phượng Lâu sang Quần Ngọc Uyển rồi sao? Cô Ninh chuyển sang Quần Ngọc Uyển rồi sao? Chưa từng nghe nói về chuyện này. Hôm qua ta còn thấy nàng ấy ở Kim Phượng Lâu. Vậy câu nếu không gặp ở Quần Ngọc Uyển, sẽ gặp ở Giao Đài dưới trăng nghĩa là gì? Tiểu thư, bài mà công tử hạ tặng cô bị giành mất rồi. Công tử hạ của thật tuyệt sắc, như gió nhẹ nhàng, thêm một phần thì dài, giảm một phần thì ngắn, dáng rất thanh thoát như chim hồng, quyền chuyển như rồng bay. Thật bất công, thật quá bất công. Vừa nãy ta chỉ đùa thôi. Những bài thơ này đương nhiên không phải viết cho cô Ninh. Vừa nhận được vật này trên đất, chắc là ai đó làm rơi. Có người có thể đạt đến trình độ đỉnh cao. Trong thơ nhạc phủ, sở từ và thơ ca, chúng ta cả đời có lẽ cũng khó mà sánh được. Bài Phú Thần Nữ ví người trong lòng như thần nữ, tư tưởng lộng lẫy mà không phù phiếm. Cô ta đã đạt đến đỉnh cao, khiến người ta say mê. Chỉ là không biết Lạc Thủy ở đâu, dường như chưa từng nghe qua. Chẳng lẽ là hư cấu? Lạc Thủy chính là tên cổ của Nguyên Thủy. Đêm qua hai ta còn chèo thuyền trên Nguyên Thủy. Hơn nữa, tên Lạc Thần thường thấy trong cổ thư. Sao có thể là hư cấu? Chính là hắn, chỉ có thể là hắn. Xin hãy nhận ta làm đệ tử. Mong rằng Dương Mộ có một thỉnh cầu, có thể để ta sao chép lại cuốn sổ thơ này không?
Cái gì đây? Các người đang diễn kịch à? Ta hoàn toàn không hiểu gì cả. Bài thơ này đều nói về chính mình. Ta thực sự tốt đến vậy sao? Thế nào? Có chắc chắn không? Chắc chắn sao? Những bài thơ đó đã ca ngợi người con gái ấy lên tận trời. Nhìn khắp tài tử nước cảnh. Ai dám nói chắc chắn đây? Lục Kiều Kiều và Liệu Y nhìn nhau, đều thấy rõ nỗi bất lực trong mắt đối phương. Họ đã tranh đấu bao lâu, cuối cùng cũng chỉ là công cốc. Ánh mắt nhìn Hồ Ninh Nhi trở nên vô cùng dữ tợn, như thể muốn nuốt sống cô ấy. Ta vốn dĩ không định tranh giành Hoa Khôi nữa. Đồ đáng chết Hồ Ninh Nhi. Tự nhiên đọc cái gì chứ? Cảm nhận được sự thù địch của họ, mặt Hồ Ninh Nhi càng thêm tái nhợt. Cô ấy có lẽ đã trở thành kẻ thù chung của mọi người. Con bé chết tiệt, chuyện quan trọng như thế sao không nói sớm cho ta biết? Ta không phải sợ tiểu thư không đồng ý sao? Sau này không được tự ý nữa. May mà trước đó đã chụp thân rồi. Nếu chậm thêm vài canh giờ, em rằng mama sẽ không cho chúng ta rời đi đâu. Tiểu thư, bây giờ chúng ta phải làm gì? Còn làm gì nữa? Nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Chúng ta đi ra từ cửa sau. Đi đâu? Về phủ sao? Trước tiên thoát ra ngoài đã. Lấy những thứ quý giá, những thứ không đáng giá thì bỏ lại. Nhớ đừng quên tiền riêng giấu dưới gầm giường của ngươi. Chờ đến khi Miêu Miêu đoạt được danh hiệu hoa khôi, tài lộc sẽ càng đổ về như nước. Trước hết hãy vui vẻ cái đã. Mau mau à. Lung tung thế kia là sao? Quy tắc đã dạy em quên hết rồi sao? Mau mau, có rất nhiều người ở cửa bệnh viện của chúng ta. Nhiều người à, mau mở cửa ra. Chúng ta làm ăn. Sao lại có chuyện để khách đứng ngoài cửa? Anh! Mau đóng cửa lại, đừng để họ vào. Dọa chết tôi rồi. Chuyện gì vậy? Tất cả dồn đến đây làm gì? Nghe nói cô nàng túy mặc của quần ngọc huyền đẹp nghiêng nước nghiêng thành, là một nhân vật hiếm có trên đời. Bà chủ không ngại mời nàng ra đây, để chúng tôi mở rộng tầm mắt đi. Chúng tôi ngưỡng mộ mà đến, muốn xem tiên nữ giao chỉ trông như thế nào. Nói bậy, rõ ràng là thần nữ Lạc Thủy. Nếu quả thật có một tuyệt sắc danh nhân như vậy, tất nhiên phải gặp một lần rồi. Túy mặc, tiên nữ giao chỉ, thần nữ Lạc Thủy, mau đi gọi túy mặc ra đây. Cô túy mặc đã đi rồi. Đi rồi sao? Ngay sau đó, Trần Miêu Miêu đã kể lại toàn bộ sự việc. Vậy là, họ thật sự chỉ muốn gặp Quý Mặc. Có người đã viết hơn 10 bài thơ tuyệt hảo tặng Quý Mặc. Nếu bây giờ cậu ta đi tranh ngôi đầu bảng, khả năng thành công sẽ trên 50%. Vừa rồi, cậu ấy đã dùng 1.000 lượng để chụp thân. Trời ơi, tôi đã làm cái gì vậy? Ha 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 ha. Quý Mặc đã chụp thân rồi. Vậy thì hoa khôi quần ngọc huyền sẽ là của tôi. Cậu thật là kiên nhẫn. Bên ngoài có người muốn gặp cậu một lần, không tiếc trả giá 3.000 lượng bạc. Chỉ một bức họa của cậu cũng có thể bán được hơn 100 lượng. Hà tất phải vất vả vì mấy chục văn tiền như vậy? Không giống nhau đâu. Dù sao thì cậu cũng đã hứa sẽ thu nhận tôi rồi. Giờ không được nuốt lời đâu. Tên tuổi của cậu giờ đã lan ra khỏi phủ Khánh An rồi. Thần nữ Lạc Thủy ái ai cũng biết, nhà nhà đều hay. Bài phú lạc thần của cô được người người tranh nhau sao chép. Nghe nói thuế trong phủ Khánh An cũng tăng hơn bình thường 1/10. Ai mà ngờ được? Tiên nữ giao trì, thần nữ Lạc Thủy mà ai ai cũng biết ở phủ Khánh An lại là một kẻ vô lại như thế. Thần nữ Lạc Thủy chẳng phải đều là do hắn gây ra sao? Nếu cậu không thích thì cứ đưa quyển thơ đó cho tôi. Sợ là cậu không nỡ chứ gì. Không có quyển thơ đó, thần nữ Lạc Thủy của chúng ta sẽ chẳng còn thứ để ôm, cười ngây ngô mỗi đêm nữa đâu. Không biết là ai, cứ vài ngày lại lấy đèn kỳ thiên ra xem. Anh, Túy Mặc, cậu khổ như vậy để làm gì? Mẹ, sao mẹ lại đến đây? Túy Mặc, con theo mẹ về đi. Quân Ngọc Huyền có gì không tốt? Ăn ngon, uống ngon, cái gì cũng có. Dù có cung phụng con như tổ tiên cũng được mà, vốn dĩ là số hưởng thụ mà. Sao phải chịu khổ như vậy? Mẹ không cần phiền nữa. Con đã ra ngoài rồi thì sẽ không quay về nữa đâu. Ừ, đứa con bất hiếu này. Mẹ đã không cho con ăn uống đầy đủ sao? Bây giờ cánh cứng rồi. Cái quân Ngọc Huyền nhỏ bé này không chứa nổi thần nữ Lạc Thủy nữa rồi. Thật sự không định quay về sao? Không quay về nữa. Thôi được rồi, con lớn rồi, mẹ giữ không được nữa. Chỉ mong con đừng quên các chị em trong viện. Có cơ hội thì giúp đỡ họ nhiều hơn, coi như là báo đáp mẹ. Cuối cùng cũng ra ngoài rồi. Cuối cùng cũng đến. Các cô gái trong kinh thành thật xinh đẹp. Thiếu gia, lão phu nhân và họ đều đã đợi ở phòng trong viện. Mau mau vào đi. Thiếu gia, đi theo tôi. Chúng ta vào chào lão phu nhân trước. Đưa chào đáng thương của ta. Bà ơi, con đã về rồi. Về rồi thì tốt. Về rồi thì tốt rồi. Không thể sai được, không thể sai được. Giống hệt như được đúc từ một khuôn với Kiến Lâm. Đây đúng là con của nhà ta.
đây là cháu dâu của ta sao? Thật là xinh đẹp, con trai ta có con mắt tinh tường, lại đây để bà xem kỹ nào. Lão phu nhân cẩn thận bằng cuộn qua vai. Lần đầu gặp cháu dâu, cũng không có gì để tặng con, chiếc vòng này con giữ lấy. Sau này con là người nhà họ Hạ rồi. Bà ơi, phu nhân không khỏe, không chịu nổi đường xá vất vả, lần này không đi cùng chúng con. Đây là cô Thất, em gái con, chị em như một nhà cả mà, cũng như nhau cả thôi. Như nhau thế nào được? Lão phu nhân như không nghe thấy lời tôn nhân, vui vẻ cười rồi đeo chiếc vòng vào cổ tay Lưu Như Ý. Tôn Bồ đứng bên cạnh, trên mặt đầy vẻ không tin nổi. Chiếc vòng này là khi lão phu nhân gả cho lão gia, đích thân phu nhân đeo cho bà ấy, xưa nay chỉ truyền cho trưởng nữ của nhà họ. Giờ chắc là vui quá, quên mất chuyện này rồi chăng? Ha ha. Thiếu gia, đây là nhị gia, con nên gọi là nhị thúc. Giống chính nhà ta, ba trai một gái, trưởng nam không có ở đây, nhị nam kế nghiệp gia đình. Vậy thì người trước mặt đây chính là chủ gia đình, là thúc thúc của chủ nhân cơ thể này. Nhị thúc ơi, đây là tam gia, tam thúc. Mê mơn, chiếc vòng này nhìn quen thật, giống như là chiếc mà lão phu nhân đeo. Hai đứa này đi đường mấy ngày liền, chắc là mệt lắm rồi. Người cần gặp cũng đã gặp, để họ xuống nghỉ ngơi đi. Có chuyện gì thì tối hẵng nói. Như Ý, con vào với bà một lát. Con xem, thiên vị đến mức nào rồi? Chiếc vòng đó sao có thể tùy tiện tặng đi được? Chẳng phải ông ấy muốn để người phụ nữ từng làm trưởng nữ nhà họ Hạ sao? Tôi đã biết, bao nhiêu năm rồi, trong lòng bà lão ấy vẫn nhớ đến con trai cả của bà ta. Miệng thì cứ gọi cháu tốt, cháu ngoan. Rốt cuộc trong mắt bà ta có còn chút. Hôm nay bà ta tặng chuyển gia chi bảo đi, ngày mai sẽ giao cả nhà họ Hạ đi mất. Câm miệng, nó là anh cả, là huyết mạch duy nhất, là con cháu nhà họ Hạ chúng ta. Ta đã nợ anh cả quá nhiều, không thể đối xử tệ với đứa bé này. Sau này ép. Con định khi nào về? Sau khi mừng thọ lão phu nhân chúng con sẽ đi ngay. Nếu đi thuyền thì chỉ mất 2 ngày là về đến nơi. Ngày mai lão phu nhân định đi chùa ngoài thành để dâng hương. Ta sẽ đi cùng bà ấy. Con có đi không? Không đi đâu. Không đi thì thôi. Hôm nay lão phu nhân định đi Hàn Sơn Tứ Hoàn. Rất nhiều nha hoàn theo hầu, hơn chục vệ sĩ đi cùng. Lại còn có một nữ hiệp võ công cái thế bảo vệ. Còn tôn nhân thì chỉ là nhàn rỗi đi dạo cho khuây khỏa thôi. Thí chủ sao lại ưu sầu? Nhân sinh nơi nơi không như ý, sao lại không sầu? Lại có tên ngốc muốn mắc câu rồi, để ta xem tên ngốc đó là ai. Đại sư ý ngài là, hoa mai vượt qua mùa đông lạnh giá, mới có hương thơm như bây giờ. Khổ nạn chỉ là nhất thời, nhưng chỉ cần vượt qua được, sẽ là mùa xuân nở rộ. Không phải chứ, lại là tên này. Không thí của đại sư là không có tiền thì nói cái gì? Ai? Xin lỗi, tôi không nhịn được. Các người tiếp tục đi, tiếp tục đi. Anh cũng đến kinh thành rồi à? Tôi vốn là người kinh thành. Huynh đài biết tôi sao? 10 ngày trước, hai người còn uống rượu vui vẻ tại quần Ngọc Huyền. Trước khi tôi rời phủ Khánh An trước một bước, huynh Tư Thông đã lên đường đến kinh thành. Nếu không thì không thể gặp anh ấy ở đây được. Nhưng mà, thế giới này thực sự có hai người giống nhau đến vậy sao? Không biết huynh đài tên họ là gì? Tôi là Hà Hóa Đằng. Anh có biết một người tên là Hạ Tư Thông không? Anh ta và anh giống nhau gần như đúc. Anh có phải đến từ phủ Khánh An không? Anh biết anh trai tôi à? Ha ha, biết chứ, tất nhiên là biết. Thật không ngờ, anh trai tôi lại có một người em trai giống hết mình. Thú vị thật. Với cái ý của hắn, mà có thể sống yên ổn đến 20 tuổi, cũng là tích được không ít phúc đức từ kiếp trước. Tiên sư, sư tử bay tới rồi. Ha ha, hôm nay chắc không có cơ hội rồi. Hà Hóa Đằng đúng không? Lúc nào rảnh tôi sẽ tìm anh uống rượu. Nghe nói thế tử phi của anh ta là tiểu thư dòng dõi danh gia vọng tộc, xinh đẹp như nước Yên Thành, là mỹ nhân số một của thế gian. Bây giờ này, người này lại ngồi thảo luận chuyện lo lắng với một lão hòa thượng. Chẳng lẽ là do chuyện vợ chồng không hòa hợp? Nếu vậy thì tìm lão hòa thượng cũng không có tác dụng, nên đi tìm thầy thuốc đông y mới đúng. Phu quân có gặp được đại sư Đàm Dẫn không? Đàm Dẫn đại sư không hiểu Phật lý, không hổ là một cao tăng đắc đạo. Nói chuyện với đại sư, học được nhiều điều. Phu quân khí sắc rất tốt, xem ra đại sư đã giải tỏa mọi khúc mắc cho phu quân rồi. Rời đi thì nhớ cúng thêm cho chùa một phần hương hỏa. Là tĩnh hương sao? Lễ Phật xong rồi thì về phủ sớm đi. Ừ, chúng ta đi thôi. Chiếc xe ngựa xa hoa từ từ lăn bánh trên đường, vài chục vệ sĩ vây quanh xe ngựa. Người phụ nữ ngồi nghiêm chỉnh trong xe nhìn ra ngoài cửa sổ. Thà cưỡi ngựa còn hơn ngồi chung xe với cô ta. Chàng trai trẻ, mí mắt hạ xuống, hai tay chấm mút. Không biết nếu Minh Châu biết được anh trai mình có một người em trai giống hệt thì sẽ có biểu cảm gì nhỉ? Thiên sư, chuyện gì? Vừa nãy ở chùa Hàn Sơn, tôi hình như đã thấy cô Như Ý. Cô Như Ý? Cô Như Ý nào? Chính là người hay đánh chúng ta đó. Cũng có thể là tôi nhìn nhầm, không chỉ là người giống. Cô Lưu Nhị tiểu thư vừa đến, chắc chắn là cô ta rồi. Các người theo tôi lên núi, những người khác đưa thế tử về phủ trước. Đi thôi.
Lúc này ta chỉ vào cây mai, ý là khổ nạn chỉ là nhất thời, rồi sẽ có ngày khổ tận cam lai, như vị thí chủ đã nói. Thí chủ cớ sao lại hiểu nhầm như vậy? Tôi tưởng đây là bẫy, hóa ra lại là một thiền sư thật. Phật dạy không nên nói, không nên nói. Ô, phàm là tướng, đều là hư vọng, lâu cũng là không, muôn phiền cũng là không, là do ta đã hiểu lầm. Thí chủ thật là có trí tuệ lớn.